tích tâm tuần thiên chương 993, sát sinh. Phịch. Khương vọng bị đánh bay ngược về phía sau, miệng phun máu tươi. đổng A lùi về sau một bước, hai nhánh địa đằng bỗng nhiên xuất hiện, đang xen lẫn nhau, biến thành một cái roi đánh đến. Địa đằng giúp nâng tốc độ lên mức tối đa, đổng A giống như tên trời cung bay về phía Khương vọng, một khuỷu tay hung ác đánh đến, trúng bụng Khương vọng. Khương vọng liền co quắp cả người giữa không trung, lục phủ ngũ tạng đều bị lệch khỏi vị trí, trước mắt nổ đom đóm, xuất hiện ảo giác. Tinh thần chấn động, dường như thấy được trên bầu trời âm u, xuất hiện chiếc đèn phượng xinh đẹp đang bay lượn, Khương An An đang ngồi trong chiếc đèn, cực kỳ vui vẻ. Khương An An ở Vân Thành đang không ngừng cười thanh khách, hoang hô nhảy nhót vì sự náo nhiệt trong đêm trừ tịch, bản tính trẻ con, ngây thơ rạng rỡ. Còn Khương Vọng đang ở thành Tân An, chém giết đẫm máu. Cuộc sống luôn luôn có hai loại sắc thái ta ở đây chính là để muội được ở đó ánh mắt khương vọng kiên định thoát khỏi trạng thái mê muội bỗng nhiên ra tay bắt được cánh tay của đổng a hắn cực kỳ dùng sức ngón tay giống như đâm sâu vào trên cánh tay của đổng a thông thiên cung và nội phủ vận chuyển liên tục ngay cả thiên địa cô đảo cũng bị lay chuyển đạo nguyên tuôn ra không ngừng sức mạnh đồ đằng tăng phúc mở bí tàng tinh hỏa trương chuyển nhất thổi tam muội chân hỏa một chùm lửa nóng trực tiếp phun vào mặt Đổng A. Ngọn lửa này chứa tỉnh khí thân, không gì nó không đốt được. Đổng A đột nhiên gặp phải tam muội chân hỏa, ngũ quan trong nháy mắt bị thiêu cháy, đau đớn vô cùng, chẳng kịp kêu lên tiếng nào. Trực tiếp dùng lưỡng giới xích cắt từ dưới lên, dùng cây thước sắt này như một thanh đoạn đao, cắt đi một nửa đầu mình. Quyết liệt như vậy. Nửa cái đầu bị dính tam muội chân hỏa bị lưỡng giới xích cắt đi, trên mặt Đổng A lại bắt đầu mọc ra ngũ quan mới đột nhiên cúi đầu một cái. Một chùy y đẩy Khương Vọng lùi về phía sau. Trước khi Khương Vọng bị đẩy lùi về phía sau, hai cánh tay đưa ra vững vàng bắt được Khương Vọng, kéo hắn về. Lại đến một chùy y. Phịch. Trên trán Khương Vọng đã chảy máu. động A muốn ở vào thần thông sinh sinh bất tức, cứng chọi cứng cùng với Khương Vọng, muốn bào mòn Khương Vọng đến chết. Khương Yểm. Khương Vọng gầm lên giận dữ trong Thông Thiên cung bọn họ dùng chung một thân thể vốn là sống chết phụ thuộc vào nhau cơ thể chết đi thì ai cũng không thể tồn tại nữa khương yểm không thể bàn quan nữa đứng trước nguy cơ sống chết minh trúc màu đen nhảy ra từ thông thiên cung của khương vọng dưới sự khống chế của khương yểm trực tiếp bay về phía Đổng a khống chế minh trúc thúc giục sức mạnh thần hồn trực tiếp tấn công thần hồn của Đổng a lúc đó ở chiến trường tề dương y đã làm như vậy để ngăn chặn kỹ thừa vào thời khắc này một ấn nhỏ bên hông động A đột nhiên tỏa ánh hào quang. Tiếng người rao hàng, tiếng ồn ào náo nhiệt, tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng ăn uống linh đình, tiếng binh lính thao luyện. Muôn loại âm thanh cuộc sống. Tướng quốc ấn của trang quốc. Lúc đổ như hối rời đi, đã để lại ấn này cho Đổng A, giúp ông ta trấn giữ hậu phương. Ấn này vừa xuất hiện, Khương Yểm liền hét thảm một tiếng, trực tiếp tan biến không một tiếng động, Minh Trúc theo đường cũ bị ép trở vào thông thiên cung tướng ấn cũng ảm đạm xuống. Khương Yểm là bị thương hôn mê, hay đã hoàn toàn bị tiêu diệt? Đây là một vấn đề vô cùng quan trọng, liên quan đến tương lai. Nhưng lúc này Khương Vọng chẳng thể nghĩ nhiều, tâm thần vừa động, ước chừng 300 con thần hồn nặc xà đã chui vào thông thiên cung của Đổng A, mở ra chiến trường thần hồn. Bên trong thông thiên cung của Đổng A, có một cây đại thụ chống đỡ. Vô số rắn đen như sâu mọc trường về phía đại thụ, cây đại thụ này bỗng nhiên chuyển động, cành lá vung vẩy như những chiếc roi, quất bay toàn bộ nạc xà. Khương vọng trực tiếp cắt đứt liên hệ với thần hồn nạc xà, thần hồn chịu đựng sự tổn thương cực lớn, mặc kệ thần hồn nạc xà quấy rối bên trong thông thiên cung của Đổng A. Còn ở bên ngoài, đột nhiên nâng gối lên, đẩy lùi Đổng A. Trong nháy mắt thoát khỏi sự kiềm chế, kiếm quang lóe lên, thân như lục bình, không hề phản kháng, kiếm chiêu thân bất do kỹ. Hai cánh tay của Đổng A bị chém đứt cùng một lúc, nhưng rất nhanh liền được mọc ra một lần nữa. Nhưng mà trước mặt ông ta, lại xuất hiện hai khương vọng. Một trái một phải, đều đang vung kiếm đến. Hồng Trang kính huyển thân. Động A trực tiếp mở rộng hai cánh tay, đồng thời chụp đến hai khương vọng, bởi vì có thần thông sinh sinh bất tức, ông ta căn bản không cần phòng hộ, cũng không lo lắng chuyện bị thương. Những con rắn đen xông vào trong thông thiên cung kia đã bị trấn áp, chỉ cần làm theo cách cũ, bắt được khương vọng, lại dùng thần thông dần dần hao mòn chết hắn là được rồi. Đây là cách đánh chắc thắng nhất. Cánh tay trái chụp một cái, thất bại. Là ảnh ảo. Động A vừa nghĩ đến đó, khương vọng bên phải đã vô cùng tiêu sái quét ngang một kiếm. Danh sĩ sa cơ vẫn phong lưu. Đây là một kiếm danh sĩ thất vọng, tiêu sái lại lăng lệ. Cánh tay phải của Động A trực tiếp bị chém đứt. Tối nay, tay của ông ta đã bị chặt đứt rất nhiều lần không giống lúc trước nhanh chóng mọc ra tốc độ không còn nhanh như ban đầu nữa nhưng cũng chỉ một lúc sau liền mọc lại thần thông sinh sinh bất tức quả nhiên vô cùng đáng sợ tu sĩ ngoại lâu cảnh bình thường cũng không thể dễ dàng giết chết ông ta nhưng ngay trước khi cánh tay phải của đổng a mọc lại khương vọng đã tiến đến quét ngang một kiếm chặt đứt hai chân của ông ta đồng thời dùng tay trái ném nửa người trên của ông ta xuống mặt đất đổng a thúc giục thần thông vừa bắt lấy khương vọng chân đã mọc trở lại. Có sự tồn tại của thần thông sinh sinh bất tức, cho dù có bị chém thành nhân côn thì cũng chỉ là thảm cảnh ngắn ngủi. Đánh cận chiến là điều ông ta muốn. Nhưng mà, khương vọng trở tay đánh ra một chiếc đỉnh dài, chiếc đỉnh dài màu đen kia âm u, lạnh lẽo, đâm vào chân trái của Đổng A, đâm vào trong thịt. Chân trái dưới tác dụng của thần thông sinh sinh bất tức đã mọc lại được một nửa, vậy mà liền ngừng mọc. Đây chính là vật liệu Khương Vọng lấy được từ mỏ của Yến Kiêu ở sâm hải nguyên giới, nhờ liêm tước chế tạo thành đinh dài, tổng cộng có 6 cái. Lúc ở sâm hải nguyên giới, thanh thất thụ cũng có sinh mệnh lực mạnh mẽ, năng lực hồi phục kinh người, nhưng bị Yến Kiêu mổ trúng, khả năng hồi phục đó liền hoàn toàn mất hiệu lực, cuối cùng chết ngay tại chỗ. Lúc chia chiến lợi phẩm, Khương Vọng cố ý chọn mỏ Yến Kiêu, chính là bởi Đổng A. Một bộ đỉnh dài này, tên là Sát Sinh là khắc tinh với thần thông sinh sinh bất tức của Đổng AI tay phải của Đổng A cũng bị một kiếm chém đứt, sau đó bị đâm vào một đỉnh. Tay phải liền ngừng mọc lại. Tiếp đó là tay trái, chân phải. Khương Vọng liên tục đâm đến 6 cây đỉnh sát sinh, lần lượt đâm vào hai tay, hai chân, ngực và mi tâm của Đổng A. Không khí vui mừng trong vân thành vẫn đang diễn ra. Hoa đăng hình chim phượng vẫn bay lượn trên bầu trời đêm, tối nay vốn có một trận mưa, nhưng đã được các tu sĩ lăng tiêu các xua tan rồi khương an an nắm tay dịp thanh vũ vui vẻ chạy khắp phố phường đêm nay cô bé chơi đùa với hoa đăng chim phượng ở khắp vùng trời vân thành ăn rất nhiều món ngon vô cùng vui vẻ thanh vũ tỉ 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 xem cái này cái này nè tiểu an an chỉ vào một viên ngọc giác trên một sạp hàng ven đường nó có hình bầu dục thuần một màu trắng trên thân khắc hoa văn tường vân thật sự rất tinh xảo có đẹp hay không Diệp Thanh Vũ còn thật sự khen ngợi gật gật đầu, ánh mắt của An An rất không tệ. Khương An An nhếch miệng cười, quay đầu, ngoan ngoãn nói với chủ sạp, ta có thể xem khối ngọc này một chút hay không? Chủ sạp là một bà lão tóc bạc trắng, nghe cô bé hỏi vậy thì cười hít mắt đưa ngọc giác đến, đương nhiên có thể chứ, tiểu mỹ nhân. Khương An An hơi xấu hổ quay đầu đi, cầm khối bạch ngọc, nhỏ giọng nói với Diệp Thanh Vũ, tỷ tỷ, tỷ nói ca ca ta mang miếng ngọc này có đẹp hay không? Giọng của cô bé rất nhỏ, giống như sợ nếu người khác nghe thấy thì sẽ cướp mất của cô bé vậy. Diệp Thanh Vũ suy nghĩ một chút, lúc ở đỉnh Ngọc Hành, lần đầu tiên nhìn thấy Khương Vọng, hình như bên hông hắn có đeo ngọc. Sau đó gặp lại thì đã không còn nhìn thấy nữa. "Đẹp lắm," nàng nói. "Ta mua cái này." Khương An An vui vẻ trở lại. Nhìn cô bé lấy ngân lượng từ trong hộp trữ vật ra, Diệp Thanh Vũ cũng cười đây chính là quà năm mới mà muội mua tặng ca ca sao khương an an vừa đếm ngân lượng miệng lẩm bẩm vừa dùng sức gật đầu vậy tiền mua quà năm mới cho ca ca muội kiếm được từ đâu diệp thanh vũ cố ý chọc ghẹo cô bé ca ca cho muội nha khương an an lạnh lót đáp hồn nhiên không cảm thấy dùng tiền ca ca cho mua quà cho ca ca thì có gì không đúng còn nghiêng đầu sang mặt cả với chủ sạp hàng bà ơi con mua cái này người có thể giảm giá cho con một chút hay không? Diệp Thanh Vũ không nhịn được che mặt. Nhà đầu ngốc này, người ta còn chưa báo giá đâu. Lão bà bà cười, nếp nhăn chụm lại một chỗ, giảm giá cao nhất ị. Cho con đợi đến khi trả tiền xong, cầm ngọc giác trong tay, tiểu an an cười tít mắt. Cực kỳ cẩn thận bỏ nó vào trong hộp trữ vật, sau đó ngoan ngoãn cầm tay Diệp Thanh Vũ, vui vẻ nói, Thanh Vũ tỷ tỷ, chúng ta đi tìm ca ca đi bàn tay bé nhỏ mềm mại mang đến sự ấm áp cho đêm khuya lạnh lẽo trên phố phường người đến người đi diệp thanh vũ cúi đầu liền thấy một ngôi sao lấp lánh sáng lên đều được nàng thu vào mắt giờ phút này diệp thanh vũ đã có thể hiểu được sự yêu thương mà khương vọng dành cho khương an an ai có thể không thương yêu khương an an chứ trái tim cô bé trong sáng như thủy tĩnh trong mắt rạng rỡ ánh sao trăng sáng chiếu rọi vân thành tối nay không chiếu đến thành Tân An. Mây đen che phủ ánh trăng, trận chém giết vẫn đang tiếp tục. Sống hay chết vốn chính là ranh giới vĩnh hằng. Đổng A không buông tha cho bất cứ cơ hội chống cự nào. Cho dù chỉ còn một cánh tay, một chân thì ông ta cũng vẫn chiến đấu. Cho dù dùng đầu hút, dùng răng cắn, ông ta cũng sẽ chiến đấu. Tận lực. Ông ta cho rằng ông ta đã tận lực rồi. Không có lỗi với chức quan của mình, không có lỗi với trọng trách bản thân gánh vác trên vai không có lỗi với những người đồng đội cũng không có lỗi đối với những gì bản thân đã lựa chọn sau khi tứ chi bị chặt đứt và bị đóng vào sáu cây sắt sinh đinh ông ta rốt cuộc không thể nhúc nhích được nữa ông ta bị ghim chặt trên mặt đất hiểu rằng bản thân đã không còn bất kỳ cơ hội nào nữa phản ứng của ông ta rất bình thản không hề sợ hãi cũng không hề tuyệt vọng dường như chẳng qua là trời đã khuya rồi đừng như ông ta chỉ sắp ngủ mà thôi mà ông ta chấp nhận sự thật chính mình sẽ ngủ trận chiến đấu diễn ra ở trên phố lớn thành tân an đổng a và khương vọng cố ý khống chế phạm vi chiến đấu thậm chí không hề lan đến nhà dân hai bên phố trong suốt quá trình chiến đấu hai người họ cũng hoàn toàn im lặng chỉ chào hỏi nhau lúc bắt đầu mà thôi lão sư đã lâu không gặp đúng vậy đã lâu rồi chỉ một câu đối thoại này trừ bản thân bọn họ, đại khái không có ai có thể hiểu tâm trạng của bọn họ. Trong trận chiến xảy ra ở thành Tân An, bất luận tình hình chiến đấu có thảm thiết đến đâu, bất luận thương thế có nghiêm trọng thế nào thì hai người tham chiến đều luôn chẳng trên tiếng nào. Trầm mặt đối diện. Trầm mặt chém giết. Trầm mặt đau đớn, trầm mặt chịu đựng. Hai người đã từng là thầy trò này, dường như kiên định giống nhau, cố chấp giống nhau. Ngay cả lúc này, tứ chi của Đổng A đều bị chém đứt, thần thông sinh sinh bất tức bị sát sinh đinh đóng vào, ông ta cũng không lên tiếng. Ông ta chỉ cảm nhận hơi thở lạnh lẽo truyền đến từ những cây đinh dài, cảm thấy hạt giống thần thông trong cơ thể lần lượt thử nghiệm, cảm thấy máu tươi đang không ngừng chảy ra. Cảm giác sinh mệnh từ từ mất đi, lần đầu tiên ông ta có thể cảm thấy rõ ràng đến thế. Ông ta lặng lẽ nhìn Khương Vọng, phỏng đoán học trò này, vì có được bộ trường đinh này, đã phải nỗ lực ra sao, đã phải trải qua những chuyện gì xem ra ta đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Ông ta thầm nghĩ. Khương vọng quỷ trên người Đổng A, ngăn chặn hành động của ông ta, đồng thời trầm mặt nhìn ông ta. Trong đôi mắt kiên nghị kia của Đổng A, Khương vọng không nhìn thấy bất kỳ cảm xúc nào. Ngoại trừ mí mắt không tự chủ nhảy lên của ông ta, có thể thấy không phải ông ta hoàn toàn không cảm thấy cơ thể đau đớn. Như vậy cũng tốt. Ông ta có thể cảm thấy đau, cho dù chỉ là xác thịt. Như vậy cũng rất tốt. Khương Vọng trầm mặt quay trường kiếm lại, di chuyển đến cổ của Đổng A. Quá trình này rất chậm, nhưng không hề dừng lại. Ánh mắt Đổng A di chuyển theo thanh kiếm, hiểu rõ, cái chết đang đến rất gần. Kiên định nhích gần đến. Kiếm này tên là gì? Ông ta há miệng hỏi. Khương Vọng xoay ngang trường kiếm, để cho ông ta nhìn thấy ba chữ "Kiến Quy Sào" khắc trên thân kiếm. Nó tên là Trường Tương Tư. Nhìn lượt mái hiên không một là Xuân Yến bay về không được tổ. Bồi hồi thành cổ rảnh làm gáy, bốn mùa đã hết mùa đông, và hạ tiêu. Kiếm danh trường tương tư, kiếm minh Yến quy sào. Này kiếm, này tình, này tâm. Đổng A thu lại ánh mắt. Ta hiểu rồi. Ông ta nói. Trong nháy mắt đó, trong mắt của ông ta xuất hiện một tâm tình rất phức tạp, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bầu trời âm u, mưa vẫn chưa rơi trường tương tư từ từ nhích tới gần, rốt cuộc để ngang trên cổ Đổng A. Khương Vọng nhìn ánh mắt kiên định của ông ta, hỏi, ngươi không có gì muốn giải thích sao? Đổng A cười. Khuôn mặt luôn luôn cẩn trọng kia, cười lên lại càng rỡ ngoài ý muốn. Ông ta cười cuồng vọng nói, tiểu tử, tiếp tục cố gắng lên. Bây giờ ngươi vẫn còn chưa đủ tư cách để đòi ta giải thích. Đây là lần đầu tiên Khương Vọng nhìn thấy người này cười. Cũng chính là lần cuối cùng trường kiếm kéo qua, một cái đầu người liền lăn xuống. Trong cơ thể Đổng A, thông thiên cung tan rã, ba tòa nội phủ liên tiếp sụp đổ. Từng tiếng vang trầm đục vang lên, giống như tiếng pháo hoa đón mừng năm mới. Ngay cả hạt giống thần thông màu ngọc bích ở nội phủ thứ hai cũng tiêu tán rồi. Sự sống đã biến mất. Giao thừa năm 1918 theo đạo lịch, ở thủ đô Tân An của Trang Quốc, chém đầu Đổng A. ầm ầm Ti chớp ngang trời, tiếng sấm đổ vang. Bầu trời âm u hồi lâu, rốt cuộc cũng trút xuống một trận mưa tảo. Khương Vọng vẫn duy trì tư thế quỳ áp lên người Đổng A, rút từng cây từng cây sát sinh đinh ra, cất đi. Động tác của hắn rất chậm, cũng rất nghiêm túc. Đổng A chết rồi, Đổng A đã chết thật rồi. Khương Vọng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, mưa rơi đây trời, đều đang rơi trên người hắn. Đây là đêm giao thừa năm 3918 theo đạo lịch. Bởi vì trời mưa, mưa quá lớn, cho nên Khương Vọng không thể nào phân biệt được chính mình có đang rơi lệ hay không. Thành dẫn qua. Gió đông thổi quét trên không trung, một bóng dáng gầy yếu bay nhanh đến. Người trên thành lâu sớm đã phát hiện y tới gần. Trúc Duy Ngã vẫn ngồi ngay ngắn đó, tân tẩn thương để ngang trên đầu gối, mắt nhìn thẳng phía trước. Nhưng đại ti thủ tập hình ti lại quay qua, nên đón người đến. Tới đây vì chuyện gì? Giọng nói của ông ta vang lên dưới mặt nạ, mang theo một cảm giác lạnh như băng. Khuôn mặt Lê Kiếm Thu dần hiện rõ dưới màn đêm, y trực tiếp bay lên cao lầu, nghiêm túc mà hành lễ, bái kiến đại ti thủ. Sau đó lại chào hỏi Trúc Duy Ngã, ra mắt Trúc Sư Huynh. Trúc Duy Ngã chỉ dựng tay cản lại, ý bảo không cần đa lễ. Lê Kiếm Thu sớm đã quen tính cách của Trúc Duy Ngã, cũng hoàn toàn không để ý, y lấy cái một phương lệnh màu đen ra từ trong lòng, đưa hai tay dâng lên trước người đại ti thủ tập hình ti, đổng tướng lệnh cho ta mang lệnh này tới, nói ngài sẽ tự động biết an bài. Hừng. Tiếng nói của đại ti thủ có chút nghi hoặc, ông ta vươn tay ra, nhận lấy phương lệnh màu đen này, không nói gì khác sao. Lê Kiếm Thu suy nghĩ rồi nói, chỉ nói quân tình khẩn cấp, bảo ta mau chóng đưa đến. Ngay vào lúc phương lệnh màu đen được nhận lấy, vừa chạm vào bàn tay, còn không kịp nhìn kỹ thì đã thấy nó im lặng tan vỡ, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một nắm mảnh vụn màu đen, theo gió mà rơi xuống. Đại ti thủ trầm mặt một lúc lâu, sau đó nắm bàn tay lại, cầm lấy những mảnh vụn cuối cùng của phương lệnh trong lòng bàn tay. Động tướng đã hy sinh, ông ta nói. Lê Kiếm Thu sững sờ ngay đương trường. Chút Duy Ngã thì bắt lấy tân tẩn thương, đột nhiên bay lên từ thành lâu. Giọng như tiếng thương riết, sắc nhọn tuyệt luân, ta trở về tân an. Mũi thương lướt qua một vệt lửa thắm, lập tức bao trùm toàn thân. Hắn ta như một ngôi sao băng xẹt qua nam cảnh Trang Quốc. Trước tỏa Long Quang, trên đài cao mà Trang quân dựng nên, đổ như hối đang thương lượng chiến cuộc với Trang Cao Tiện bỗng nhiên trầm mặt. Trang Cao Tiện liếc nhìn một cái, nhìn thấy bên hông ông ta có một tiểu ấn đang chậm rãi ngưng tụ, hình thành là tướng ấn của Trang Quốc. Nó vốn nên nằm trên người động A đang tỏa trấn ở thành Tân An, trợ giúp ông ta củng cố hậu phương hiện tại nó lại trở về trên người đổ như hối, chỉ có thể chứng minh một vấn đề, Đổng A đã chết. Phó tướng tọa trấn ở Đô Thành Trang Quốc đã chết. Bỏ qua chuyện tình cảm, chỉ suy xét từ thế cục thì đây cũng là một tin tức tồi tệ đến không thể tồi tệ hơn nữa. Hiện tại hậu phương thối nát thành dạng gì rồi? Còn có đường để quay đầu lại hay không? Đỗ sư, ngươi không thể trở về. Trang Cao Tiện nói. Họ không thể phán đoán Đổng A đã chết như thế nào, cũng không rõ thế cục hiện tại của thành Tân An ra sao, rất có thể là một cái bẫy, nếu Đỗ Như Hối vận dụng thần thông trở về, một khi bị nhốt lại tại chỗ thì trận quốc chiến hiện tại cũng không cần đánh nữa. Đối với Trang Quân mà nói, Đỗ Như Hối mang trên người thần thông đỉnh cấp tuyệt đối là chiến lực trung tâm không thể thiếu được. Thần thông của Đỗ Như Hối cũng đủ giúp ông ta tiến thoái tự nhiên trong hầu hết thời điểm, nhưng có một tiền đề, ông ta không thể bị người ta nắm mũi dẫn đi. Lấy trí tuệ của Đỗ Như Hối, đương nhiên không có khả năng không hiểu đạo lý này. Cho nên ông ta chỉ nói, không có thời gian. Chúng ta không thể chờ tiếp nữa. Quân thần bọn họ đã trù tính trận quốc chiến này nhiều năm, từng suy đoán vô số loại tình thế, tất nhiên cũng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị. Chỉ là đa số những chuẩn bị đó đều cần thời gian để phát động. Tỷ như trong những đại quân cần vương từ các nơi trong ung quốc chạy tới đều có gián điệp của trang quốc, có thể bùng nổ quay giáo ngay lúc cao trào của cuộc đại chiến ví dụ như chưa chắc không có cơ hội tranh thủ vào những hầu gia ung quốc bất mãn với hàng ân giống như diêu khải ít nhất có cơ hội rất lớn vào lúc chiến sự đang dằn co hoặc là chiếm thượng phong ví dụ như nhưng hiện tại đổng a tọa trấn ở hậu phương đã chết bọn họ cũng mất đi thời gian thời gian không hề đứng ở phía bọn họ mà là chiếu cố hàng ân bởi vì giờ này khắc này bọn họ căn bản không biết hiện trạng của thành tân an đỗ như hối có thần thông đỉnh cấp chỉ xích thiên nhai lại không dám tùy tiện trở về nhìn một cái trách nhiệm ông ta phải gánh vác quá trọng đại không được phép có nửa phần mạo hiểm ở bên ngoài chiến trường trang ung mà một khi tin phó tướng chết truyền ra thì nhất định đã kích có tính hủy diệt sẽ tràn quét sĩ khí của quân đội trang quốc nếu hung thủ là cường giả do ung quốc phái đi vậy bọn họ nhất định sẽ vội vã công khai việc này trang quân không có thời gian do dự Đỗ Như Hối và Trang Cao Tiện quan sát cục diện rất rõ ràng. Cho dù trong quốc thổ của Trang Quốc đã xảy ra cái gì, cho dù xuất hiện tình huống tệ nhất là mạch quốc, thành quốc liên thủ để công chiếm thành Tân An, đánh bất ngờ phá hủy hậu phương của đại quân Trang Quốc, không cho thành Tân An truyền ra tin tức. Nhưng chỉ cần đánh hạ tỏa Long Quang, bọn họ còn có không gian chiến lược. 30 vạn đại quân tụ lại bên nhau, chiếm cứ phủ thiên mệnh, lập quốc ngay tại chỗ cũng không phải không được đánh hạ tỏa long quang vẫn luôn là mục tiêu chiến lược kiên định của bọn họ tới thời điểm hiện tại nó đã trở thành lựa chọn duy nhất lựa chọn mang tính sống còn ánh mắt trang cao tiện xẹt qua chiến trường xẹt qua đổ như hối hoàng phủ đoan minh đoạn ly hạ bạc đao giờ phút này ở chiến trường này trong 30 vạn đại quân trang quốc chỉ có bọn họ biết tinh thành tân an xảy ra chuyện vẻ mặt của người nào cũng thật trầm trọng nhưng không ai co rúng đây là văn võ đại thần của hắn ta, là thanh kiếm trong tay, là thanh đao giết địch. Chua thiết thước tên là Đổng A này đã bị bẻ gãy, nhưng những người còn lại vẫn sẽ kiên định mà lao tới tương lai, lao tới một thời đại hào quang vạn trượng đang từ từ dâng lên. Đến đây đi. Chúng ta hãy quên đi tất cả chuẩn bị, tất cả đường lui. Chúng ta hãy từ bỏ tất cả ảo tưởng, tất cả hy vọng. Không quan tâm thủy quân thắng bại như thế nào, không quân tâm kinh quốc có thể đánh võ tỉnh An hay không? Chúng ta chỉ có chúng ta. Trang quốc chỉ có chúng ta. Trước tỏa Long Quang, chỉ có Trang Ung. Đây là thù hận mấy trăm năm của Trang quốc và Ung quốc. Đây là cuộc chiến tranh sinh tử giữa Trang quốc và Ung quốc. Trang quốc và Ung quốc nhất định phải có một quốc gia tiêu vong trong cuộc chiến này. Mà ta tin tưởng, Trang quốc tuyệt đối sẽ không diệt vong. Trang cao tiện đã thay đổi đi khí chất ôn thôn phú quý nhàn nhã kia, cả người dân lên khí phách bừa bãi trương dương mãnh liệt đỗ như hối nghe lệnh đỗ như hối quỳ gối ở phía trước giờ phút này không có sư sinh chỉ có quân thần thần có mặt lệnh cho ngươi qua lại ở biên giới ung quốc phá hư những nơi then chốt làm tê liệt ung địa nếu bị ngăn chặn ta lệnh cho ngươi dùng hết khả năng kiềm chế ung hầu thần lâm thuộc hạ nghe lệnh đỗ như hối đứng dậy đầy người túc xác vừa bước ra một bước thì đã rời đi Hoàng phủ đoan minh nghe lệnh. Thần có mặt. Lệnh cho ngươi thống lĩnh đại quân, khởi xướng cường công, đem đến cho ung quân đủ áp lực. Phá quan ngay vào đêm nay, nếu có ung hầu thần lâm xuất quan nên chiến, ngươi cần trầm giết. Hoàng phủ đoan minh nắm chặt quan đao, lớn tiếng đáp lại. Mặt tướng tuân mệnh. Ông ta lập tức quét một cái qua quan đao, bàn tay trào ra máu tươi, thể ngay nơi đó, cuộc chiến này hoặc là gãy đao trước quan, hoặc là lập đao ở thành lâu. Đoạn Ly, Hạ Bạc Đao nghe lệnh. Đoạn Ly, Hạ Bạc Đao đồng thời quỳ gối, thần có mặt. Lệnh cho hai người điều động cửu giang huyền giáp, Bạch Vũ Quân, tận khả năng ngăn chặn Ung Hầu, phải bất chấp tử thương, dọn sạch chướng ngại giữa ta và hàng Ân. Hai người không chút do dự mà cùng thét vang, "Mạc tướng tuân mệnh, nguyện phấn đấu đến chết vì bệ hạ." Lúc này Trang Cao Tiện mới mở ống tay áo ra, xoay người trực diện với tỏa long quang cao ngất cứ như đang đối diện với quân vương tầm quyền mấy trăm năm của ung quốc kia. Không phải Hàng Ân vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết ta sao? Ta cho hắn cơ hội. Để chúng ta nhìn xem. Mảnh đất này hôm nay là thiên hạ của người nào? Mưa rào rơi xuống tầm tả. Tiếng mưa dồn dập rơi đánh khiến cho màn đêm hôm nay càng thêm lạnh nhạt. Lấy yếu đánh mạnh cần phải phấn đấu hết sức mình, Trang Quốc không có tư cách giữ lại thực lực. Cho nên hiện tại toàn bộ thành Tân An suy yếu ở mức độ xưa nay chưa từng có, cả binh lực duy trì trị an cơ bản cũng không đủ. Trận chiến đấu xảy ra trên đường phố thủ đô Trang Quốc diễn ra kéo dài đến thời gian một khắc mà vẫn không có ai tới. Mưa to không ngừng rơi xuống con đường dài, sự lên án trầm trọng này dằn co thật lâu thì mới có người nơm nớp lo sợ dầm mưa đi ra từ nhà cửa hai bên đường phố để quan sát tình huống. Tất nhiên cũng chỉ có thể nhìn thấy một khối thi thể bị tách rời thành sáu bộ phận đó là thi thể của phó tướng trang quốc đổng a lúc khương vọng động thủ hắn chỉ muốn triệt để giết chết đổng a nhưng trên thực tế hắn lại tạo thành tử trạng tàn nhẫn đến như thế sĩ tốt nhận được báo án nên tới phong tỏa hiện trường sau khi nhận ra thân phận người chết thì suýt đã ngất đi những quan viên trước đó bị đổng a xua tan đi nghỉ ngơi đều lục tục tụ tập đến hoa cát nhưng thật lâu sau vẫn không thương lượng ra một phương lược nào cả thẳng đến chút duy ngã thân quấn lửa đỏ phá vỡ màn mưa bay tới từ thành dẫn qua ở biên cảnh. Có lẽ Trúc Duy Ngã chưa bao giờ coi Lâm Chính Nhân là đối thủ, từ sau lần hắn ta ngồi thuyền xuống thẳng thành vọng giang, mà Lâm Chính Nhân lại bế quan không chiến, cái tên này đã bị hắn ta ném ra khỏi đầu. Sau đó hắn ta lại cho Khương Vọng mượn thương, còn truyền lời cho Lâm Chính Nhân, nếu dám ở vào tu vi mà khinh người, về sau thấy một lần đánh một lần, có thể nói là khinh thường tới cực điểm. Mà Lâm Chính Nhân cũng chỉ có thể nén giận nhẫn nhịn, không dám chính diện tranh chấp. Nhưng ở trong lòng Lâm Chính Nhân, đối thủ mà y thật sự để ý chỉ có một mình chút duy ngã. Đương nhiên, chỉ sợ hiện tại còn có thêm nam nhân đeo mặt nạ sơn quỷ ban đêm sông vào tộc địa Lâm Thị. Lần này trang quốc khuynh quốc mà chiến, gần như điều động tất cả sức mạnh có thể chiến đấu, những cao tầng lại để lại một mình chút duy ngã trong quốc nội. Phần chờ mong không cần nói ra cũng biết này làm Lâm Chính Nhân cảm nhận được sự gấp gáp khổng lồ, Y hiểu trong lòng của cao tầng Trang Quốc thì cân nặng của Trúc Duy Ngã đã vượt qua tất cả thiên tài tuổi trẻ, nghiễm nhiên đã được coi thành trung tâm trong tương lai. Nhưng gấp cáp chỉ là gấp cáp, lâm chính nhân này chưa bao giờ bỏ cuộc cả. Lần đại chiến Trang Ung này chính là một cơ hội tốt, đương nhiên Trúc Duy Ngã được gửi gắm chờ mong, thậm chí ở một mức độ nào đó, hắn ta đã được cao tầng Trang Quốc xem là đường lui, là hạt giống tương lai, nhưng điều này cũng đã quyết định hắn ta không có được thành tựu nào trên chiến trường Trang Ung trong cuộc đại chiến hết sức mấu chốt này nếu y biểu hiện nổi bật gặt hái đủ công huân thì chưa chắc không thể đến sau mà vượt lên trước vì ôm ý nghĩ như vậy lâm chính nhân mới quyết không cho phép kẻ nào ảnh hưởng đến hành động của mình y mang theo người càng quét khắp nơi ở phủ lĩnh bắc ung quốc xua đuổi dân chúng đi đến trước tỏa long quang chuyện như vậy cũng không phức tạp chỉ cần tàn nhẫn là được mà y cũng hoàn thành hết sức xuất sắc lúc này lâm chính nhân đang ngừng trên không trung hành lễ với một lão giả mặt đỏ đang vội vàng đuổi đến tế tử đại nhân đột nhiên tới đây là có quân tình khẩn cấp gì muốn tuyên cáo sao lão giả mặt đỏ này chính là tế tử của quốc đạo viện chương nhâm từ trước đến nay viện trưởng quốc đạo viện là do quốc tướng kiêm nhiệm nhưng quốc tướng không có thừa tinh lực để quản lý sự vụ cụ thể của quốc đạo viện trên thực tế viện trưởng quốc viện là tế tử tất nhiên lâm chính nhân rất quen thuộc với chương nhâm Bá tánh ung quốc bị xua đuổi xếp thành một con rồng dài ở dưới chân, không ngừng đi về phía trước. Mỗi khi đi được một khoảng cách, sẽ có người dơ cây đuốc lên cao. Tất nhiên phía trang quốc sẽ không cung cấp huyền minh đăng cho những bá tánh này. Điểm dừng chân của bọn họ là Phủ Nghi Dương trước tỏa Long Quang. Chỉ là xem ra, có lẽ hiện tại không còn kịp nữa, tình thế biến hóa quá nhanh, quá kịch liệt. Chương Nhâm cúi đầu nhìn thoáng qua, đột nhiên hỏi, Lâm Chính Nhân, ngươi cho rằng xua đuổi những dân chúng bình thường này phải làm thế nào mới có thể phát huy tác dụng lâm chính nhân nhất thời không hiểu được ý của lão y cẩn thận đáp vật tư mà các đại nhân phát xuống không phải đã tỏ rõ hết rồi sao chương nhâm không có biểu cảm gì ngươi lại nói nghe xem tế tửu đã đặt câu hỏi thì không thể không đáp lâm chính nhân suy nghĩ vẫn nói đúng sự thật ta thấy hậu quân chuẩn bị rất nhiều đoạn văn phù có thể thấy được phía trên đã có suy nghĩ muốn đến lúc đó đuổi những dân chúng ung quốc đi công thành, để bọn họ cầm văn phù trong tay đi về phía trước. Phá hư được một trận văn thì có thể lui về miễn chết. Nếu hàng ân hạ lệnh chém giết bọn họ, tất nhiên sẽ mất đi dân tâm, nếu mặc kệ bọn họ thì đại trận tỏa long Quang tuyệt đối sẽ bị phá hủy. Chương nhâm thở dài, dùng cách này công thành, cho dù thắng, chỉ sợ cũng khó phục dân tâm. Tế Tử Đại Nhân nói đúng, Lâm Chính Nhân thật cẩn thận mà châm trước giọng điệu, nhưng chỉ sợ hiện tại không quan tâm được nhiều quá, thắng lợi trước mắt là quan trọng nhất. Còn thứ như dân tâm, đó là cái dễ lừa gạt nhất, có thể chậm rãi điều dưỡng. Chương Nhâm mang đầy thâm ý mà nhìn y một cái, ngươi là một nhân tài. Lâm Chính Nhân tuy từng tiếp xúc với Chương Nhâm không ít lần, nhưng nhân vật như vậy luôn không để lộ yêu ghét, khó có thể cân nhắc tính cách chân thật trong xương tủy bản thân Lâm Chính Nhân cũng không có tự tin này, y không thể phán đoán câu trả lời của mình có thể làm chương nhâm vừa lòng hay không. Cho nên y chỉ khiêm tốn nói, tế tử đại nhân quá khen. Ta có một nhiệm vụ giao phó cho ngươi. Chương nhâm nhẹ nhàng tách đề tài này đi, giống như thật sự chỉ thuận miệng hỏi một câu, đánh một cái vòng, thành tân an xuất hiện một ít biến cố, cụ thể là biến cố gì thì ta còn chưa rõ, bởi vậy phải chọn mấy đệ tử quốc viện nhanh nhạy chút để trở về nhìn xem, có tình huống gì thì lập tức hồi báo. Lão nhìn Lâm Chính Nhân, ta thấy ngươi rất thông minh, rất thích hợp với nhiệm vụ này. Cương mặt Lâm Chính Nhân không thể hiện vui buồn, làm người ta khó lòng nhìn ra cảm xúc chân thật của y. Y nghe vậy thì chỉ chấp tay thi lễ, được tế tử đại nhân để mắt, chính nhân nhất định sẽ lĩnh mệnh. Chỉ là chuyện ở phủ lĩnh Bắc. Ngươi không cần lo về chuyện này, ta sẽ tự tìm người tiếp nhận. Chương nhâm vỗ vỗ bờ vai của y, ngươi làm tốt chuyện này là được rồi. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Chính Nhân không người lĩnh mệnh rời đi, khi quay người lại, trong mắt thoáng hiện một tia tàn nhẫn. Thành Tân An xảy ra biến cố. Quốc tướng cũng không biết nơi đó đã xảy ra cái gì, lại kêu ta đi. Là chê ta chết không đủ nhanh hay sao? Y cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt không biểu hiện ra nửa phần. Bởi vì y cũng không có quyền từ chối khi đối mặt với tế tử quốc viện. Trước nay Lâm Chính Nhân luôn là một người hết sức tỉnh táo. Trong hệ thống phán đoán của chính y, không thể mạo hiểm thì tuyệt đối không mạo hiểm, chuyện không nên làm thì tuyệt đối không làm. Thậm chí bất mãn đối với chương nhâm cũng bị y nhanh chóng vứt ra sau đầu, ngược lại chỉ để lại tin tức và phán đoán càng quan trọng. Đại khái chương nhâm làm tế tử lâu rồi, đã quên thế gian tàn khốc như thế nào, hiện giờ lão càng coi trọng người có tâm tính nhân hậu. Nếu về sau còn có tiếp xúc với lão thì phải điều chỉnh biểu hiện. Sau khi cân nhắc mọi mặt, Lâm Chính Nhân vẫn bước lên con đường quay lại Trang Quốc. Từ phủ lĩnh Bắc trở về thành Tân An, trên đường đi đều là phạm vi đại quân Trang Quốc khống chế chặn đứng, có thể làm càng mà bay nhanh. Cho dù chỉ làm ra vẻ, nhưng y cũng không thể quá kéo dài, làm những sư huynh đệ cũng nhận được mệnh lệnh kia chạy đến trước. Lúc tới gần quận Hoa Lâm, Lâm Chính Nhân mới thông thả lại, cực kỳ cẩn thận mà quan sát tình huống. Điều làm y bất ngờ chính là quận Hoa Lâm cực kỳ an bình, không hề rung chuyển. Nguy hiểm trong dự đoán vẫn chưa xảy ra. Loại nghi hoặc này vẫn luôn kéo dài đến khi y bước vào thành Tân An. thương vọng bay nhanh trong cơn mưa rào. ầm ầm ầm. Không trung có sấm sét vang lên ầm ầm. Hạt mưa đập vào thân thể hắn, đôi quan ngẫu nhiên chiếu rọi vào gương mặt không có cảm xúc của hắn. Toàn thân hắn đều bị mưa lạnh xối ướt đẫm, thậm chí hắn còn không nghĩ tới dùng đạo nguyên chống đỡ hắn ấp ủ tâm sự nặng nề trời đất đen nhánh khắp nơi ảm đạm trong màn đêm mưa to tầm tã này hắn cảm nhận được một loại cô độc lạnh lẽo như băng giết chết đổng a hắn nên vui sướng mới đúng đặc biệt là đổng a làm phó tướng của trang quốc là nhân vật trung tâm tọa trấn hậu phương của trang quốc một khi mất mạng thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quốc chiến trang ung đến lúc đó nói không chừng bọn trang cao tiện đổ như hối hoàng phủ đoan minh đều phải chết nhưng đồng thời, có lẽ 30 vạn quân nhân trang quốc chiến đấu hăng hái ở chiến trường ung quốc kia cũng không có bao nhiêu người tồn tại trở về được nữa. Trong lòng Khương Vọng thực mâu thuẫn. Hơn nữa hắn cũng hoàn toàn không vui sướng. Đổng A là lão sư duy nhất hắn từng thừa nhận, từ xa lạ, kính sợ, đến giao phó niềm tin. Hắn cực kỳ kiên định mà muốn giết chết Đổng A, cuối cùng cũng thật sự tự tay giết người này. Nhưng cũng không có vui sướng. Phía trước là mưa, phía sau là mưa, trong lòng thì trống rỗng. Khi mưa trên gió dữ đi qua, toàn bộ thiên địa như chỉ có tiếng mưa rơi, ngay cả tiếng tim đập cũng bị bao phủ. Giờ phút này hắn vô cùng tưởng niệm Khương An An. Lúc hắn tự do đi khắp cả thế gian, Khương An An trở thành tồn tại duy nhất giúp hắn liên kết với hiện thế. Ha 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 ha. Hiện tại ngươi còn chưa có tư cách tìm ta đòi một lời giải thích. Tiếng cười điên cuồng của Đổng A như vẫn vang lên bên tai ha 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 không đúng không đúng nó như thật sự đang vang vọng tiếng cười kia thật sự đang tiếp diễn tiếng cười kia đang vang trong đáy lòng Khương vọng sợ hãi cả kinh nhìn lại dị thường của bản thân hắn lập tức nghĩ đến khương yểm hắn vẫn luôn đề phòng vẫn luôn cảnh giác khương yểm nhưng trong thông thiên cung minh chút kia bình tĩnh như thế hơn nửa lúc đánh nhau với đổng a hắn tận mắt nhìn thấy khương yểm lưỡng bại câu thương với tướng quốc ấn mà đổng a đeo lúc ấy khương yểm đã bị đánh đến không còn tiếng động không nên khôi phục nhanh như vậy mới đúng khương vọng mở rộng thần hồn hoa hải bao trùm lấy minh chúc lại triệu ra bầy rắn thần hồn nặc xà bò khắp trong biển hoa nếu như khương yểm có dị động gì hắn cũng không tiếc trực tiếp trở mặt vào lúc này để định ra sinh tử ha 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 ha! minh chúc không còn động tĩnh, nhưng giọng nói của đổng a còn ở đó vì sao lão ta đã chết mà hắn vẫn còn nghe được giọng nói đó? Vì sao âm hồn không tan? Khương vọng ngừng lại trên trời cao mưa to xối xả, không biết khi nào, trong mắt đã phủ kín tơ máu. Động ai? Hắn hô to lên. Động A. Ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi. Ta muốn lại giết ngươi một lần. Tiếng nói không truyền xa được trong đêm mưa, nó nhanh chóng bị tiếng mưa rơi ngăn chặn ha 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 tiếng cười điên cuồng của đổng a lại vang lên lần nữa đổng a đổng a ngươi ở đâu Truyền tinh chi mãn hiếm thấy mà tự do rời khỏi tinh hà đạo toàn xuyên qua khắp nơi ở thông thiên cung đạo mạch chân linh tìm kiếm dị thường của thông thiên cung đổng a nấp ở nơi nào thần hồn nhảy vào nội phủ đầu tiên hàng trăm hàng ngàn con nặc xà đang xuyên qua các phòng trong không tìm thấy không tìm thấy đổng a còn đang điên cuồng cười to tiếng cười đáng ghét của lão ta vẫn đang tiếp tục ai Khương vọng ôm đầu đầu đau như muốn nứt ra hắn quay cùng trên không trung đổng ai Khương vọng mở đôi mắt phủ kính tơ máu kia trong mưa to tầm tã hắn bỗng nhìn thấy một bóng người xuất hiện Hắn ta mặc đạo bào đằng long màu đen, khuôn mặt kiên nghị, có một bộ râu ngắn. Lão ta nói, đạo chứng tử đấu, bắt đầu. AI Khương Vọng đánh một quyền qua, bóng dáng kia lại như ảo ảnh tiêu tan, nắm tay hắn chỉ tiếp xúc được nước mưa, dòng nước mưa lạnh lẽo. Đau đầu Đau đầu đến muốn chết. Khương Vọng nắm chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Hắn đột nhiên quay đầu lại, một người đàn ông trung niên khuôn mặt kiên nghị lại xuất hiện trước mặt, ngồi ngay ngắn giữa không trung, về sau có thể tự xưng là đệ tử ở trước mặt ta. Bi chết đi. Khương Vọng Tịnh chỉ chém ngang kiếm khí qua đó, coi lão như lão sư, là chuyện ta hối hận nhất trong cuộc đời. Kiếm khí sắc nhọn cắt ra màn mưa nặng nề, nhưng cũng không thể nên đón ánh sáng. Bóng dáng kia lại rách nát. Khương Vọng, ngươi phải bình tĩnh. Khương Vọng, ngươi phải bình tĩnh. Khương Vọng cố nén đau nhức và thù hận, dùng lý trí cuối cùng kêu gọi chính mình. Không ngừng kêu gọi chính mình. Nhưng bóng dáng của Đổng A lại xuất hiện ở trước mặt hắn. Lão ta vương ngón trỏ, đầu ngón tay ngưng tụ ra một cây gai nhọn bích sắc, thuận miệng dạy dỗ, đạo thuật thôn độc thứ bậc bính trung phẩm, đạo thuật này rất thực dụng, có thể dùng đến cấp trung. Dùng trong quan tài của ngươi đi. Khương Vọng bay đâm thẳng về trước, trống giận nâng đầu gối một cái bóng dáng kia tan nát thành một cái bóng đen, lưu động như mặt nước. Nó xoay mấy vòng trên không trung, lại bỗng vặn vẹo, hóa thành một lão giả tóc đen. Là đổ như hối. Đổ như hối lặng lặng mà nhìn hắn, không phải ngươi muốn giết ta sao? Tới. Không thích hợp. Không thích hợp. Lý trí mơ hồ trong lòng đang nói cho Khương Vọng biết, tất cả những chuyện này rất không ổn, có chỗ nào đó không thích hợp. Nhưng nhìn thấy gương mặt làm bộ làm tịch đáng căm hận kia của đổ như hối, Khương Vọng vẫn không màng tất cả mà vọt qua. Quyền đánh, chân đá, đầu gối đâm, khuỷu tay thụi. Gương mặt kia lại nát đi, chỉ có còn lại cơn mưa to đang tiếp diễn. Rốt cuộc là xảy ra vấn đề ở đâu? Khương Vọng gian nan mà tự hỏi. Mà đại tướng quân hiện thân. Hoàng phủ đoan minh khoát trọng giáp trên người, tay nâng quan đao, xuất hiện trong mắt hắn, chỉ là bá tánh một thành, chết thì chết, mổ da cả đời chinh chiến, mạng người đã giết đâu chỉ có nhiêu đây. Ngươi có thể làm gì được ta? Hô! 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 Khương vọng thở hỗn hển, vất vả mà thở hỗn hển. Ta sẽ giết ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ giết ngươi. Hoàng phủ đoan minh trước mặt lại thay đổi, lại biến thành trang cao tiện mặt long bào trên người, chỉ thấy hắn ta khoanh tay mà đứng, tôn quý khí phách, ba ngàn dặm núi sông của trang quốc này, toàn là của trẫm mấy vạn vạn bá tánh trong lãnh thổ trang quốc đều do trẫm cai trị hy sinh cái nhỏ để đạt thành cái lớn sao lại không nở ngươi lại là thứ gì dám khua tay múa chân với trẫm núi sông trang quốc là của tất cả các bá tánh trang quốc không phải của một mình ngươi khương vọng lung lay ở giữa không trung sau đó đột nhiên phóng về phía trước cho dù là người nào tánh mạng cũng là của chính mình ai cho ngươi bỏ mà cái bóng đen kia hóa thành trang cao tiện lần này lại không né không tránh đánh thẳng trực tiếp vào nhau hắn ta giao hòa đối đầu với khương vọng hận a à. hận a à. khương vọng nghe được giọng nói của mình vang lên như vậy trong một loại lạnh thấu xương như băng hắn bỗng suy nghĩ được rất nhiều chuyện ổ tử vực phong lâm hận thù lần đầu tiên áp đảo đạo đức cho nên mới có hành trình đến thành vọng gian cướp lấy hữu một quyết hận thù đè ép qua lý trí cho nên hắn mới rời đi vân quốc trong đêm trừ tịch, mạo hiểm tới trang quốc lấy hạt dẻ trong lò lửa, chém đầu đổng A. Thì ra trong bất tri bất giác, hắn sớm đã bị hận thù ăn mòn. Cái bóng đen kia đâm vào thân thể, đôi mắt khương vọng trắng giả, cả người rơi thẳng xuống từ trên cao. Trước khi mất đi ý thức, hắn chợt hiện ra một ý niệm cuối cùng. Nếu đây mới là tâm ma của mình, vậy Khương yểm Xem như cái gì? Cũng trong đêm mưa đó. Phương Nam thành Tân An, một bóng dáng thân quấn lửa đỏ như sao băng xẹt qua màn mưa. Phương Bắc thành Tân An, một thiếu niên cả người ướt đẫm ôm đầu ngã xuống trời cao. Mà nơi càng tiến về phương Bắc, nơi mà cơn mưa rào này không thể bao trùm đến, bóng dáng Lâm Chính Nhân bay nhanh tiến đến. So với đô thành của các quốc gia khác, thành Tân An cũng không to lớn. Đừng nói là so với thủ đô ung quốc, cả thành định võ, thủ đô mạch quốc mà nó còn kém xa. Lúc trước thái tổ của Trang Quốc là Trang Thừa Càng Lập Đô ở quận Hoa Lâm, quốc gia còn nghèo nàn trắng tay. Sau mấy thế hệ xây dựng phát triển, chậm rãi tích cốc chút của cải, lục tục có sửa chữa xây dựng thêm. Nhưng đô thành này cũng không tránh thoát được cảm giác không hào nhoáng cao sang kia. Cũng có đại thần đề nghị đẩy ngã trùng kiến thành này, nhưng bị đổ như hối ngăn cản. Đổ như hối dán rằng, núi sông củng cố, gánh nặng xã tắc nằm ở người không ở đất, ở quân không ở thành. Trang cao tiện vui vẻ ưng thuận, cũng tỏ vẻ quốc gia một ngày không mạnh thì đô thành không thêm một viên gạch. Khi Lâm Chính Nhân lòng tràn đầy cẩn thận đi vào thành thị này, y nhìn thấy một bóng dáng sắc bén trương dương, dơ ngang thương ngồi trên thành lâu. Giống một môn thần đang đóng giữ Tân An. Cơn mưa to đêm qua đã dứt, lúc này ánh sáng mặt trời đã soi tỏ. Ánh mặt trời tránh thoát ra từ màn đêm dài đăng đẳng, soi chiếu chút duy ngã sáng ngời như thế. Hắn ta một mình dơ ngang thương tại đây, Tỏ vẻ mình đang tọa trấn thành này, để người quốc nội an tâm. Cho dù là đối thủ nào, cho dù là địch nhân nào, trước khi tân tẩn thương của hắn ta bị gãy, cũng không thể rảo bước tiến lên thành tân an. Lâm chính nhân đang nghe truyện trên TV audio CV nheo nheo mắt. Quá chói mắt, y nghĩ. Nhưng y lại không thể không thừa nhận, giờ phút này, khi nhìn thấy chút duy ngã dơ ngang thương ở thành lâu, cảm giác thận trọng bất an trong lòng y cũng đã tiêu tán hiện tại thành Tân An rất an toàn. Chúc Duy Ngã có thể mang cho người ta cảm giác như vậy. Chúc Sư Huynh. Y không kiêu ngạo không nịnh nọt mà chào hỏi. Chúc Duy Ngã chỉ nhìn Y một cái, cũng không nói cái gì. Vẻ mặt Lâm Chính Nhân thực bình tĩnh, Y biết xưa nay Chúc Duy Ngã coi thường mình. Phụng lệnh của Tế Tử Đại Nhân, ta trở về từ chiến trường tiền tuyến, điều tra hiện trạng của Đô Thành. Y vẫn giải thích một câu với Chúc Duy Ngã, sau đó mới nói với nhóm vệ binh ngẩng đầu ưỡn ngực canh giữ ở trước cổng thành. Nơi động tướng bị hại ở đâu? Mang ta đi xem tình huống ở hiện trường. Con đường phát sinh chiến đấu đã bị hoàn toàn phong tỏa, tất cả manh mối đều được giữ lại hết sức có thể. Bởi vì hiện tại những người mạnh nhất của trang quốc cũng không ở thủ đô, mà cái chết của phó tướng Đường Đường nhất định phải có kết quả, cho nên chỉ có thể phong ấn hiện trường, chờ đợi những đại nhân vật kia trở về trước khi giải trừ phong tỏa thì người ở hai bên con đường chỉ có thể ra vào từ cửa sau đầu và tứ chi của đổng a đều bị chém xuống thi thể vẫn còn nằm lại trên đường chưa từng bị di chuyển qua hai sư đệ cùng nhau trở lại thành tân an đều tái xanh mặt mày mặc lâm chính nhân không có cảm xúc y cẩn thận kiểm tra chi tiết thực hư trên thi thể của đổng a bao gồm tất cả vật phẩm trong hộp trữ vật đều không bị ai động vào lưỡng giới xích nằm ngang ở cánh tay đã đứt lìa của lão ta vị trí giữa ngực của thân thể có đặt một ngọc giác màu xanh lá cũng không quá quý báu vết cắt trên tứ chi và đầu cực kỳ trơn nhẫn hung khí là một thanh kiếm một thanh kiếm cực kỳ sắc bén chém xuống thân thể tu sĩ nội phủ thần thông mà lại không gặp được bất cứ lực cản gì trên tứ chi và đầu bị chặt đứt đều có những cái lỗ nhỏ thon dài hẳn là pháp khí dạng châm gây ra nhưng lại thô hơn loại châm bình thường lâm chính nhân quan sát cực kỳ nghiêm túc thậm chí kiểm tra từng cọng tóc trên đầu Đổng A vài lần, sau đó mới đứng dậy, xem kỹ toàn bộ hoàn cảnh chiến đấu. Cơn mưa rào đêm qua cọ rửa đi rất nhiều dấu vết, nhưng có vài dấu vết sẽ không thể bị mưa to rửa sạch. Tỷ như gạch vỡ vụn, tỷ như dấu vết do các loại đạo thuật lưu lại. Lâm chính nhân công lưng, nhặt lên một vật phẩm đã mất đi quan sát bên chân, dùng ngón tay trà sát, xác nhận đó là một đoạn hũ mục. Các ngươi đi về truyền tin cho tế tử trước y xoay người phân phó hai gã sư đệ, động tướng bị giết, hung thủ chỉ có một người, hiện đã bỏ chạy. Hiện tại thành Tân An có chút duy ngã sư huynh tọa trấn, đã an toàn. Hậu phương không có việc gì, thỉnh bọn họ yên tâm chiến đấu ở tiền tuyến. Quân tình khẩn cấp, chuyến này lại lấy chút duy ngã là chủ, hai gã sư đệ quốc viện được phân phó thì vội vội vàng vàng bay đi tiền tuyến. Lâm chính nhân rất có kiên nhẫn, lại qua lại từ đầu đường đến cuối phố bốn lần, xác định mình không bỏ sót bất cứ chi tiết nào. Cuối cùng y đi lên thành lâu, đi tới bên cạnh Trúc Duy Ngã. Trúc Sư Huynh. Hắn hô. Trúc Duy Ngã quay đầu nhìn y, lặng lặng chờ y nói tiếp. Ta cẩn thận quan sát thi thể của Đổng tướng. Phát hiện trên tứ chi và đầu bị chặt đứt của ông ta đều có những lỗ nhỏ dạng thông dài, là pháp khí dạng châm gây ra. Ta phỏng đoán hiệu quả của loại pháp khí này vừa vặn có thể khắc chế thần thông sinh sinh bất tức của đổng tướng. Lâm chính nhân sớm đã chuẩn bị sẵn trong đầu, y chậm rãi nói. Điều này đủ để chứng minh, hung thủ hoàn toàn là nhắm vào động tướng, cực kỳ quen thuộc với động tướng, còn có chuẩn bị hết sức chu đáo. Trúc Duy Ngã vẫn không nói gì. Nhìn từ dấu vết chiến đấu trên hiện trường, ta phát hiện hai bên giao chiến đều có ý thức khống chế phạm vi, không làm lan đến bá tánh hai bên đường lâm chính nhân tiếp tục nói động tướng là phó tướng quốc gia bảo vệ bá tánh là chuyện theo lý thường nhưng vì sao hung thủ lại làm vậy chứ ta đoán có lẽ hung thủ cũng là người trang quốc ít nhất đã từng là người trang quốc y phân tích đến đây còn thuận tiện nói đùa hoặc là hung thủ là một người tốt hiển nhiên trúc duy ngã cũng không có hứng thú với sự hài hước của y trên mặt không có bất cứ biểu cảm nào hắn ta lạnh nhạt nói nói chuyện gì mà ta không biết trước khi lâm chính nhân đến tất nhiên chúc duy ngã cũng đã xem kỹ hiện trường tử vong của đổng a chi tiết mà lâm chính nhân có thể nhìn ra chúc duy ngã cũng không bỏ lỡ đối với sự không kiên nhẫn của chúc duy ngã lâm chính nhân không tức giận chút nào chỉ là biểu cảm của y trở nên nghiêm túc chuyện lâm gia bị giết cả nhà không biết sư huynh có nghe nói qua chưa ánh mắt chúc duy ngã cũng đã xảy ra biến hóa có liên quan gì đến việc này người nọ cũng là một tu sĩ nội phủ thần thông thật sự có khả năng giết chết động tướng. Hơn nữa, Lâm Chính Nhân nói, có một chuyện mà lúc ấy mọi người đều xem nhẹ, hoặc có thể nói là không quá để ý, bản thân ta cũng như thế. Người nọ xông vào đạo viện thành vọng giang, cưỡng đoạt cướp đi một môn đạo thuật của viện trưởng đạo viện, nó tên là Hữu Mộc Quyết. Trúc Duy Ngã gần như lập tức kết nối chuyện này với hiện trường, người xác định là cùng một môn đạo thuật. Quy lực còn mạnh hơn rất nhiều, nhưng không nghi ngờ gì nữa, xác định là có cùng nguồn gốc. Loại sức mạnh này, ta rất quen với nó. Nói tới đây Lâm Chính Nhân cũng rất là ảo não, lúc ấy vì sao y không chú ý đến hữu một quyết, đạo thuật có thể bị một tu sĩ nội phủ thần thông nhìn trúng thì sao có thể đơn giản được. Nhất định có tiềm lực mà viện trưởng đạo viện thành vọng giang không thể khai cuộc ra hết. Y tiếp tục nói, quốc viện phó bảo tùng cũng tu thuật này, có thể xác định chuyện này. Giọng nói của Trúc Duy Ngã rõ ràng nghiêm túc lên, cho nên ngươi có hiểu biết gì với người này. Lúc ấy ta rất kỳ quái, không biết vì sao, hình như người nọ cực kỳ hận đệ đệ của ta, chính lễ, nhất định phải dùng hắn vào chỗ chết. Hơn nữa, còn cố ý lựa chọn cách chết đuối cho hắn. Điều này làm ta nhớ tới, lúc trước có một tên đệ tử đạo viện thành phong lâm, mượn tân tẩn thương của sư huynh để tới tộc địa lâm thì ta chặn cửa. Mặt chút duy ngã không có cảm xúc, nhưng không khí quanh người hắn ta đã trở nên nóng rực. Tâm lâm chính nhân như mặt nước lặng, không bị thái độ của Trúc Duy Ngã ảnh hưởng chút nào, vẫn dùng tiết tấu đặc trưng của mình để chậm rãi nói, đệ đệ lâm chính lễ của ta chỉ là một tên ăn chơi rác tán trong một tiểu thành. Hắn có liên hệ chung gì với động tướng đức cao vọng trọng kia chứ? Ta chỉ nghĩ được một chuyện, một người, chính là tu sĩ tuổi trẻ tên là Khương Vọng kia. Có lẽ lúc ấy mọi người trong thành vực phong lâm vẫn chưa chết hết. Người tên Khương Vọng kia đã trở lại. Chỉ là... Lâm Chính Nhân mang vẻ mặt nghi hoặc, nói: "Nếu người kia là Khương vọng, vì sao hắn muốn giết Đổng tướng kia chứ? Không phải khi đó Đổng tướng là lão sư của hắn sao? Chẳng lẽ sự kiện thành vực phong lâm lúc trước?" Hắn nói tới đây thì dừng lại. Nói tới đây là đủ rồi. Tốt quá hóa lốp. Phủ Nghi Dương, tỏa long quang. Trên đài cao, văn võ chúng thần từng người nhận lệnh mà đi. Trong bóng đêm mênh mang vô biên, trang cao tiện bay thẳng lên không, thân thể tràn ra thanh quang, dáng vẻ như thần linh. Hắn ta đứng trên trời cao, quan sát đại địa. Giọng nói to lớn làm chấn động cả chiến trường. Hàn ân. Hôm nay gặp mặt, đúng là ngày tốt. Tam quân hội chiến, thiên địa vang danh. Ngươi là ung chủ, ta là trang quân. Sao không chiến trên trời cao, coi như cổ vũ tam quân. Tới chúc mừng tân xuân đại quân trang quốc đồng thời reo hò, hàng ân. Tiến đến nhận lấy cái chết. Tiếng vang lớn chấn động cả đêm lạnh. Trên tỏa long quang, một bóng dáng cường tráng chân đạp hư ảnh kim long bay vọt lên, tiếng rồng ngâm động cả trời, uy vũ lừng lẫy. Ngày xưa nghịch tặc trang thừa càng khóc lóc thảm thiết xin tha ở sơn mạch kỳ xương, trẫm mới tha mạng chó cho hắn. Hôm nay đêm đẹp trừ tịch, lại có tiểu nhi cao tiện tới chúc mừng cho trẫm, trẫm không nén nổi hân hoang. Tiếng nói uy nghiêm hùng hậu của hàng ân cuồn cuộn như sấm. Tâm ý của nhữ, trẫm chấp thuận. Đầu của nhữ, trẫm nhận lấy. Trên tỏa long quang, sĩ khí của chúng binh tướng dân trào, cùng kêu lên vang dội, sát. Đối mặt với lời mời chiến của trang cao tiện, hàng ân không do dự. Cả đời lão trải qua vô số cuộc chiến, lão hiểu rõ tình thế hiện tại. Thế cục hiện giờ của ung quốc nhìn như đã củng cố, thật ra đã đi tới thời điểm sinh tử tồn vong trang quốc cũng không đủ sức thâu tóm ung quốc lạc quốc cũng chỉ là vai hề nhảy nhót nhưng xích mã vệ của kinh quốc xuất hiện thì ý nghĩa hoàn toàn khác kinh quốc là cường quốc thiên hạ ủng quốc cũng bị đánh rớt trong trận chiến tranh phong với kinh quốc sau đó cả tư cách tranh phong cũng không còn cho dù có muốn thừa nhận hay không thì quân dân ung quốc đều rất khó thoát khỏi tâm lý sợ hãi đối với kinh quốc cho nên lão mới ra lệnh cho quốc tướng tề mậu hiền tự mình tọa trấn phủ tỉnh an bởi vì nơi đó là căn nguyên bất ổn của tất cả tự tin trong quốc nội. Nhưng như vậy cũng không đủ. Nhiều năm nay không phải ung quốc không có tâm tiến thủ, nhưng vẫn luôn bị kinh quốc vây khốn chặn đường, chèn ép đến khó có thể xoay người. Năm trước lão bày mưu đặt kế quốc chủ hàng hút dẫn đầu khởi xướng hội đàm tứ phương, liên hợp với trang quốc, lạc quốc, định ra với thành bất thuộc về hiệp ước bất chinh, chính là vì yên ổn thế cục của các quốc gia Tây Nam, đồng thời tập trung tinh lực vào chuyện phòng bị kinh quốc thò tay về hướng Tây Bắc. Cái gọi là hiệp ước bất chinh, đương nhiên chỉ là hiệp ước tạm thời. Không có minh ước gì có thể thật sự ngăn cản giáo mát. Thứ có thể chắn binh phong chỉ có binh phong mà thôi. Nhưng lão không cách nào ngờ được, cuối cùng kẻ xé bỏ hiệp ước này lại không phải lão, mà là trang cao tiện. Trang, lạc lại liên thủ, khởi xướng khiêu chiến với ung quốc trước một bước. Ở thời khắc như vậy, lão nhất định phải ổn định nhân tâm, mới có thể trấn áp thế cục lão nhất định phải bày ra lực lượng trần trụi mới có thể làm những thế lực ngo ngoe rục rịch kia kiềm chế lòng tham mới có thể làm tướng sĩ bổn trận nâng cao tự tin rốt cuộc vào giờ này khắc này tỏa long quang bị vây khốn lan hà thủy phủ gặp nạn xích mã vệ của kinh quốc đóng chặn quan ải lòng người đang hoảng sợ tột độ đây cũng là nguyên nhân lão lập tức tự mình tới tỏa long quang tự mình ngăn cản địch nếu không như thế thì rất khó nói những cường giả công hầu quốc nội có sinh ra ý tưởng khác hay không. Cũng vì nguyên nhân như vậy mà khi đối mặt với lời mời chiến của Trang Cao Tiện, lão không có một tia chẩn chờ nào cả. Tương phản, lão phải tự tin cực hạn, trương dương cực hạn, phải bày ra khí thế vô địch. Không phải không cần cẩn thận, mà là địch quân nguy cấp, đã không thể nào cẩn thận được nữa. Đương nhiên, tất nhiên lão có tin tưởng tuyệt đối đối phó với Trang Cao Tiện. Cho dù biết rõ đối phương là muốn bám chân lão, lão cũng vui vẻ lao đến. Đối phương chỉ vừa mới đăng lâm động chân, lão thì đã thành tựu chân nhân mấy trăm năm, không có lý nào không thắng được cả. Nhiều nhất trang cao tiện chỉ có thể kiềm chế lão, sau đó lợi dụng ưu thế đại quân để phá thành. Nhưng một công tám hầu của ung quốc có chính vị thần lâm. Trang quốc thì có mấy người. Chiến lược đỉnh cấp đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đủ để trợ giúp ung quốc ổn định tỏa long quang lão phải đợi đại quân các nơi trong quốc nội vây tới, sau đó sẽ lập tức giữ 30 vạn quân đội của trang quốc này lại đây. Hơn nữa, trang cao tiện thật sự có thể kiềm chế lão sao? Hàng ân không tin. Đối thủ chân đạp hư ảnh kim long mà đến, phong cảnh lừng lẫy. Trang cao tiện chờ trên trời cao, ánh mắt lạnh lẽo, miệng lớn tiếng vang đội, tiểu nhân xoán quốc, dám xưng trẫm sao. Chuyện thái tổ trang quốc, trang thừa càng đã từng quỷ xuống đất xin tha gì đó, tất nhiên là lời bịa đặt. Lúc trước nếu Trang Thừa Càng thua trận, cho dù xin tha đủ loại đa dạng chồng chất thì Hàn Ân cũng quyết không bỏ qua cho ông ta. Mà sự thật là ông ta bảo vệ được sơn mạch kỳ xương trước mặt Hàn Ân, cho nên mới có phần cơ nghiệp Trang Quốc như hôm nay. Chỉ là lúc này Hàn Ân ở vào mình sống lâu hơn, bối phận cao, tùy ý bịa đặt chuyện năm đó, cũng không ai có thể phản bác lão, ai kêu Trang Thừa Càng đã được chôn tất nhiều năm, lão có thể vừa vặn lấy câu này để đã kích sĩ khí của trang quân sao trang cao tiện có thể chịu yếu thế cho nên hắn ta lập tức đáp lại nó năm đó ung minh đế hàng chu thật là nhất đại hùng chủ còn đông cung thì tài đức sáng suốt có người kế tục ai ngờ trong một đêm hàng chu mất mạng đông cung gặp nạn bá nghiệp ung quốc cũng tiêu tan càng ngày càng suy yếu đi hàng ẩn ngươi thật cho rằng không ai nhớ rõ chuyện năm đó hay sao ngươi hắn ta kích chỉ nhắm vào hàng ân bắt tay với kinh quốc ám hại hàng chu mưu sát thái tử châm ngòi tam vương tranh vị quấy rối cho thiên hạ không yên chờ đến khi quốc gia rung chuyển bản thân lại nhảy ra tranh quyền đoạt lợi ngụy trang như nhân ái một mặt khuyên ba vị hoàng chất ngừng chiến mặt khác lại đột nhiên xuất binh lần lượt đánh bại bọn họ tự tay trảm ngay trong trận thật là thất phu vô sĩ nhân luân bại hoại miệng còn hôi sữa Hàng ân đạp long lao lên, chụp một cái tát tới, khí phách tận trời, năm đó cả nương của ngươi còn nằm trong bụng mẹ, ngươi đang dở thói khùng điên. Sao dám nói càng bị đặt về chuyện năm đó? Cái gọi là động chân, quý ở chữ chân. Tên gọi cổ của thần lâm cảnh là bất hủ, chỉ là thân thể ngụy bất hủ trước khi chết sẽ không hỏng, chân nhân tức là phản bổn quy nguyên để nhìn thấy bất hủ thật sự, từ bất hủ giả rảo bước tiến đến bất hủ thật, là vì động chân. Một cái tác này của hàng ân chụp tới, không trung ngưng tụ ra một bàn tay thật lớn, nó càng lúc càng lớn, từ dưới lên trên, cứ như muối lật tung cả vòng trời. Toàn bộ bầu trời đêm đều bị chấn động. Mây đen mênh mang bị một tác này chụp tan mất, để lộ ra đêm ngân hà vạn dặm, ánh trăng tỏ vô biên. Trang cao tiện đứng trước bầu trời đêm lại lù lù bất động. Bàn tay kia trực tiếp tác qua hắn ta, cũng đã tác qua được, nhưng lại không có ảnh hưởng chút nào đến hắn ta tầng mây vạn dặm ở phía sau trang cao tiện bị xua tan ra ánh trăng ánh sao chiếu sáng ngời ngời ở sau lưng hắn ta hắn ta không ngừng lớn tiếng quát hàng ân huynh trưởng ngươi có hơn mười vị hoàng tử hoàng nữ nay không còn một ai tồn tại tại sao vậy đáng thương cho hàng chu nhất đại hùng chủ đã tự tay đẩy ung quốc lên đỉnh cao giúp ủng quốc đứng sừng sững ở tây cảnh cuối cùng lại rơi vào kết cục tuyệt tự chỉ vì có một tên đệ đệ đê tiện vô sĩ phế vật như ngươi Ngươi thí huynh giết chất mới được lên ngôi. Từ lúc cầm quyền tới nay, ngươi có công lao sự nghiệp đáng khen gì? Ung quốc có mở mang được một phân đất nào không? Năm đó rốt cuộc ngươi đánh lui kinh quốc, hay là đạt thành giao dịch với kinh quốc, dùng cái chết của ung minh đế cùng với tài phú kết xù để mua được kinh quốc lui binh? Thiên hạ không ai biết đến chuyện dối trá của ngươi hay sao? Trang cao tiện chấp tay hướng về phía chân trời, thái tổ của triều ta phát hiện ngươi lòng muôn dạ thú nên nghe theo đi mệnh của ung minh đế, vì bảo toàn huyết mạch của ung minh đế nên ngài đã huyết chiến ở sơn mạch kỳ xương. Tuy không thể công thành, nhưng xích tâm cũng chứng giám. Ác đồ vô sĩ, bọn chuột nhắc vô năng nhà ngươi, có mặt mũi gì mà dám đến bôi nhọ thanh danh của ngài ấy. Lời này của trang cao tiện nửa thật nửa giả. Cái chết năm đó của ung minh đế chưa chắc không có điểm đáng ngờ. Cái chết của thái tử thì nhất định là có âm mưu. Còn về chuyện ai mưu sát thái tử, là bọn đệ đệ của thái tử, hay là thúc thúc hàng ân thì rất khó nói rõ được. Nhưng ít ra có một chuyện có thể xác định được, lúc ung minh đế chết trận thì trang thừa càng còn trấn thủ ở trang địa, căn bản không thể nào nhận được di mệnh gì. Hơn nữa hàng ân thật sự có thể đứng vững sống sót dưới sóng to gió lớn, dưới thế công của kinh quốc, lão đã bảo vệ quốc thổ không bị chiếm mất. Không tồn tại chuyện dùng tài phú kết xù mới mua được kinh quốc lui binh. Nếu kinh quốc có thể thôn tính ung quốc thì dù giao ra bao nhiêu tài phú tài nguyên, họ cũng sẽ không từ bỏ. Những năm gần đây, đúng là thực lực quốc gia của Ung Quốc suy sụp, nhưng chủ yếu là vì kinh quốc chèn ép toàn phương diện, mà không phải do hàng ân vô năng. Trang thừa càng nhân cơ hội ung minh đế mất mạng mà lập tức cắt đất lập quốc, trong lời nói của Trang cao tiện, ông ta lại trở thành trung thần lớn nhất, thậm chí là duy nhất của năm đó. Vì bảo toàn huyết mạch của ung minh đế mà huyết chiến sơn mạch kỳ xương, thật sự là quá cảm động một loạt bí văn kinh thiên này được nói ra từ miệng của trang cao tiện quả thực khiến người nghe khiếp sợ người thấy dậm chân người quân chủ phải thành tâm chính ý lễ thiên kính dân hàn ân vung ống tay áo lên chính hư ảnh kim long xoay quanh thân thể tiểu nhân trang thị chiếm đoạt ung thổ vọng tưởng tự xưng quốc đã bị người người vứt bỏ nay bệ kiến ủng thiên tử không biết quỳ rạp xuống xin tha mà còn dám khu môi múa mép à dây dưa trên đề tài này không có lợi gì cho lão cả. Bởi vì cho dù che giấu như thế nào thì lão cũng đoạt ngôi vị hoàng đế từ trong tay chất tử thật, được quốc bất chính. Cho nên trực tiếp coi những lời này là nói nhăn nói cuội, đứng trước mặt mắng trang cao tiện khu môi múa mép, không xứng làm quân. Lão còn đấm nắm tay ra, lay động thiên địa. Chỉ một thoáng tinh quang đây trời đã ngã xuống, quan vũ chi chích chiếu lên người của trang cao tiện. Vòng trời chấn động, cứ như ngân hà xa xôi cũng bị khoái đảo. Ba tấc lưỡi dẻo của ngươi có thể phá tỏa long quang của ta không? Có thể bảo vệ cái mạng con kiến của ngươi không? Hàng ân bước tới, cứ như toàn bộ thế giới đều đang ở đằng sau lão, chúng đồng loạt nghiền áp tới. Đuối lý nên cũng nghèo từ, quyền suy nên lực cũng yếu, trang cao tiện cười thật tiêu sái, nên đón quan vũ đầy trời mà đi về phía trước, hàng ân. Ngươi già rồi. Phủ thuận an ung quốc, nhà phủ thành trữ viễn lão nhân tóc đen bước ra từ hư không trang quốc đổ như hối bái phỏng quý địa nắm đấm quấn ô quang một quyền đấm thẳng xuống quần sáng mà đại trận hộ thành của thành trữ viễn khẩn cấp bắn ra hơi thoáng trung lên mà từ hướng nam một khí tức mạnh mẽ đang cấp tốc lao tới đổ như hối căn bản không thử nghiệm nhiều bước chân ông ta vừa chuyển thì đã xuất hiện ở phủ nam hương ung quốc lần này lại không phải ở nha phủ mà là ở một tiểu huyện thành từ trên cao đạp thẳng một chân xuống sức mạnh thuộc về cường giả đỉnh cấp thần lâm không hề giữ lại mà trút xuống chỉ một kích thôi đã sang bằng cả thành huyện nha này mà huyện lệnh huyện thành căn bản không kịp phản ứng đã chết thảm dưới huyện nha sụp đổ nọ từ phương nam và phương đông đều có khí tức cường giả áp sát tới tốc độ cực kỳ kinh người gương mặt đổ như hối không có cảm xúc bước chân lại thay đổi đã xuất hiện ở phủ phú xuân phía đông ung quốc nơi này không có lấy một huyện thành chỉ là một thôn trấn. Đổ Như Hối không hề thương xót mà trực tiếp vung ống tay áo lên, khiến hỏa hải nóng trực bùng cháy. Bản thân lại chuyển bước chân, trong một mảnh tiếng kêu trên dân trào, ông ta rời đi khỏi biển lửa từ trên không. Ông ta sẽ không để hành động của mình có bất cứ quy luật nào cả, căn bản cũng không có mục tiêu chính xác, bởi vì đó là con đường chết. Cả bản thân ông ta cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở nơi nào, chỉ nằm trong phạm vi của ung quốc tùy tiện để thần thông buông xuống một cách ngẫu nhiên. Mà cho dù xuất hiện ở nơi nào, cho dù đối mặt với cái gì, ông ta cũng không chút do dự mà ra tay. Ông ta một mình qua lại trong lãnh thổ ung quốc, lấy ngàn ngàn vạn vạn bá tánh ung quốc làm con tin, bức cho ung quốc phái ra số lượng lớn cường giả vây giết, lấy điều này để kiềm chế chiến lực đỉnh cấp của phe ung quốc. Mà từ ban đầu đến bây giờ, đã có chừng bốn vị ung hầu tham dự vây chặn ông ta. Ông ta dời đi càng lúc càng nhanh, cơ hội ra tay càng ngày càng ít, thường xuyên vừa xuất hiện đã lập tức phải rời đi. Đến giờ ông ta còn chưa giao thủ với bất cứ ung hầu nào, hoặc nhìn như dạo bước trong sân vắng, nhưng người trong cuộc mới biết chuyện của mình, một khi chỉ xích thiên nhai bị hạn chế thì dưới sự vây công của bốn vị cường giả thần lâm, rất có thể ông ta là người đầu tiên ngã xuống. Đã rất nhiều lần có ung hầu đuổi theo bóng dáng ông ta, tình thế chưa bao giờ yên ổn. Thật ra ông ta đang qua lại trên vách núi treo leo, áp sát bên cạnh nguy hiểm cực đoan. Nhưng ông ta cực kỳ bình tĩnh, trên mặt không vui không buồn. Ông ta chỉ cần làm tốt chuyện của mình là được. Mỗi người trang quốc, chỉ cần đều làm tốt chuyện của mình là đủ để chiến thắng ung quốc. Ông ta hoàn toàn tin tưởng chuyện này. Kiềm chế chiến lực của bốn vị thần lâm ung quốc, ông ta đã hoàn thành mục đích chiến lược của mình. Điều duy nhất phải làm tiếp theo chính là kéo dài trận chiến truy đuổi này càng lâu, kéo dài thời gian bản thân bại vong, giao kết cục cho những người còn lại của trang quốc viết nên đỗ như hối làm tướng hoàng phủ đoan minh cũng làm tướng đã phối hợp với nhau rất nhiều năm đối với đại tướng quân hoàng phủ đoan minh của trang quốc mà nói vào giờ này khắc này ông ta không có chuyện gì cần suy xét cả giết chết đối thủ hoặc là bị đối thủ giết chết chỉ thế mà thôi cho dù một mình ông ta đối mặt với hai vị ung hầu cho dù giáp trụ trên người ông ta đã vỡ vụn nhiều chỗ máu tươi nhiễm hồng cả chiến bào. Ông ta là phái chủ chiến kiên định bất di. Đối mặt với ung quốc nhiều lần mở ra xung đột biên giới, ông ta đã nén giận nhiều năm, chỉ hận quan đao của mình không đủ nhanh, nắm tay không đủ cứng rắn. Mang theo dũng khí của tam quân, ông ta sẽ không thiếu dũng khí. Trận chiến liên quan đến vận mệnh quốc gia trăm năm kế tiếp của Trang Quốc đang diễn ra ngay vào giờ phút này. Ông ta quyết không cho phép mình có nửa phần sợ hãi đối với tử vong. Vinh quang quang huy cả đời của tướng giả đều nằm trong giờ phút này. Ông ta mang theo quan đao, rõ ràng bị thương nặng, rõ ràng sức lực yếu, lại liên tục tấn công về phía trước, cứ như mình đang chiếm thượng phong. Chủ tướng cửu giang huyền giáp, đoạn ly khoát trọng giáp trên người, hai tay cầm một đôi thiết giảng, chính diện nghênh chiến thừa đức hầu lý ứng của Ung Quốc. Lý ứng là một vị hầu gia kỳ cựu của Ung Quốc, thậm chí lúc còn trẻ cũng từng tham dự bình định loạn lạc Tam Vương, cực kỳ có uy vọng trong quân ông ta cũng không lòng mang oán hận giống như Hoài Dương Hầu Diêu Khải, người mà mấy năm gần đây bị triều đình ung quốc nhiều lần cảnh cáo. Ông ta không hề giữ lại thực lực trong lúc chiến đấu, đánh cho đoạn ly đố trái hổ phải. Nếu không phải còn có chủ tướng Bạch Vũ Quân là hạ bạc đao hóa thành một đường ánh đao, vòng thân đi nhanh thì ông ta đã sớm chém chết đoạn ly ở trước trận. Hai chủ tướng cường quân đều là cường giả ngoại lâu đỉnh cấp, nhưng ở trước mặt lý ứng, họ vẫn không đủ để lọc vào mắt thắng lợi chỉ là vấn đề thời gian thôi cho dù đệ nhất thần lâm của ung quốc là anh quốc công bắc cung ngọc bị kiềm chế ở lan hà thủy phủ quốc tướng tề mậu hiền bị xích mã vệ của kinh quốc chặn lại ở phủ tỉnh an nhưng trong cuộc đại chiến với trang quốc này cường giả đỉnh cấp của phe ung quốc vẫn chiếm thế thượng phong tuyệt đối ung quốc có một công tám hầu chừng chính vị cường giả thần lâm mà toàn bộ trang quốc cũng chỉ có hai thần lâm là đỗ như hối và hoàng phủ đoan minh khi hàn ân tự mình đứng ra chiến đấu bày ra toàn bộ căn cơ của ung quốc bày ra thực lực trần trụi mà trương dương thì trận đại chiến trước tỏa long quang này có vẻ không có gì quá đáng lo giữa trang quốc và ung quốc không cần suy xét gì về chuyện thắng bại đó chính là tin mà hàn ân muốn truyền đạt nhìn chung toàn bộ chiến cuộc hiện giờ ưu thế duy nhất của trang quốc lại là ở đại quân khác với trang quốc sớm có chuẩn bị âm thầm tập kết hồi lâu đại quân phá biên giới trong một ngày bên Ung quốc đã thái bình lâu ngày, triều liên tục chịu thiệt trong nhiều lần xung đột với kinh quốc ra thì đa số thời gian đều là ức hiếp hàng xóm chung quanh, an hưởng thái bình. Lần này đột nhiên phải ứng chiến, thiên hạ cần vương, họ cũng không có cách nào tập hợp ở trước quan nhanh như vậy. Hai cường quân của Trang quốc, Cửu Giang Huyền Giáp và Bạch Vũ Quân, không tạo thành quân trận để tham dự vào trận chém giết chiến lược đỉnh cấp, mà là tụ lại đi vào sóng triều 30 vạn đại quân, một đợt lại một đợt tràn về hướng quan thành. Ý chí của thống soái trang quân quá rõ ràng, không tiếp dùng mạng người chồng chất, cũng phải đánh ra một con đường phá tan quan ải trong khoảng thời gian ngắn nhất. Hủy danh thành, giết hào kiệt. Tà dương như máu. Trận đại chiến trước tỏa Long Quang vẫn đang diễn ra. Trận chiến này đã kéo dài suốt một ngày một đêm. Điều khiến người khác chú ý nhất chính là trận chiến này diễn ra ở trên cao. Hai vị chân nhân đương thời liều mạng tranh đấu. Đương nhiên, rất nhiều người có lẽ sẽ chẳng nhìn thấy gì cả. Trên cao dường như mọc lên hai mặt trời, chói lọi rực rỡ. Còn mặt trời thật thì lại chìm càng ngày càng xa ở phía tây, lúc này cũng bị che mất ánh sáng, nhìn có chút ảm đạm. Thân hàng ân quấn long ảnh kim sắc, trong lúc giơ tay nhất chân đều lộ vẻ ngang nhiên vô pháp. Trang cao tiện còn khá trẻ, ngược lại lại nội liễm hơn nhiều, không có bất kỳ ánh sáng lừng lẫy nào, nhưng vẫn luôn một mực chống lại sự tấn công của hàng ân. Trang cao tiện vốn ẩn náu trong thâm cung nhiều năm điệu thấp không ra, một khi đột phá liền đạt được thành tựu động chân. Điều này càng làm cho sát khí của hàng ân cháy mạnh. Trong hơn một năm qua, lão vẫn luôn muốn tìm cơ hội giết trang cao tiện, không cho hắn ta có thời gian để phát triển. Tuy nhiên trang cao tiện luôn tỏ ra thận trọng, cho đến tận bây giờ hắn ta mới chỉ ra tay một lần ở tiền tuyến trang, mạch, cho thấy sức mạnh thực sự rồi sau đó lại biến mất không ngờ lần thứ hai ra tay thì đã là trên chiến trường trang ung điều mà hàn ân không ngờ chính là trang cao tiện hoàn toàn không giống mới vào được động chân thực lực của hắn ta mạnh mẽ vô cùng cho dù lão trời sinh tự phụ nhưng cũng phải thừa nhận sau trận chiến một ngày đêm này lão vẫn không thể hạ gục được hắn ta lão tự hỏi bản thân đã tu luyện cửu long bá điển đến tuyệt đỉnh không thua gì huynh trưởng hàng chu năm đó vậy thì việc ra tay giết một trang cao tiện phải dễ như trở bàn tay mới đúng nhưng không ngờ rằng tuy toàn bộ quá trình đều là lão chèn ép và đánh trang cao tiện nhưng vẫn không thể nào giết chết được sự bền bỉ của đối thủ thật khủng khiếp như thể có thể kiên trì mãi mãi vậy mà phóng mắt nhìn toàn bộ chiến trường sự kiên cường của người dân trang quốc đâu chỉ được thể hiện ở trên người mỗi quốc quân trang cao tiện đoạn ly và hạ bạc đao đã bị đánh đến mức ánh sao thánh lâu đều sụp đổ nhưng bọn họ vẫn còn đang chiến đấu đao của hoàng phủ đoan minh đã bị gãy da đầu cũng bị lột một đoạn, dáng vẻ rất chật vật, tay còn cầm một con đao bị gãy, nhưng vẫn đang cố chém giết. Trong một ngày một đêm này, đại quân của Trang Quốc đã đánh mất rất nhiều tính mạng ở dưới cổng thành, nhưng thế tấn công được phát động vẫn ác liệt như ban đầu. Người Trang Quốc không thể chết vô ích. Câu nói trong huyết thư này của Trần Thạch Khai đã mở đầu và trở thành một vết khắc trong trái tim của mỗi tướng sĩ Trang Quốc. Đỗ Như Hối, người có thể thao túng cảm xúc của những quân dân này, tựa như hà bá trị thủy cũng đã bị đứt một đoạn cánh tay đây là cái giá cao mà ông ta phải trả để thoát khỏi sự làm phiền của uy ninh hầu ung quốc trong cuộc truy đuổi lúc trước nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha hạt giống thần thông của ông ta đã mọc trễ nảy mầm từ lâu đơm hoa kết trái có được thần thông chỉ xích thiên nhai một mình liên tục chinh chiến ngàn dặm cũng không phải là nói quá nhưng lần này có khoảng chừng bốn vị hầu gia của ung quốc truy đuổi vây bắt có thể tiến vào thần lâm, chẳng ai là dễ đối phó cả. Tần tần lớp lớp bí pháp cấm thuật không ngừng đàn áp việc di chuyển trong không gian của ông ta. Nếu ngay từ đầu ông ta chạy trốn ra ngoài biên giới Ung Quốc thì sẽ chẳng có ai có thể đuổi kịp ông ta. Nhưng ông ta đã chọn cách ở lại biên giới Ung Quốc để kiềm chế chiến lực mạnh nhất của Ung Quốc, mà ngược lại, ông ta cũng sẽ bị kiềm chế. Phía Ung Quốc đã cử bốn vị Ung hầu đuổi theo và bao vây ông ta điều đó cũng phần nào chứng tỏ rằng việc giết chết đỗ như hối là quan trọng hơn đại thắng ở tỏa long quang trong lúc bốn vị ung hầu truy kích đỗ như hối bọn họ vừa không cho ông ta cơ hội để phá hoại nội địa của ung quốc vừa đồng thời tốn rất nhiều sức lực để bịt kín khả năng đỗ như hối có thể trốn thoát khỏi biên giới ung quốc đây mới chính là lý do khiến đỗ như hối có thể chống đỡ đến tận bây giờ đã khá lâu rồi ông ta chưa có cơ hội ra tay phá hoại mỗi lần tới nơi một quyền cũng không kịp đánh liền phải lập tức di chuyển đến nơi khác bây giờ có vẻ như việc hoàn toàn bị bao vây và giết chết chỉ còn là vấn đề thời gian kể cả bản thân đỗ như hối và bốn vị ung hầu truy kích ông ta ai cũng biết rằng việc đỗ như hối bại vong chỉ là vấn đề thời gian nhưng bản thân thời gian đã là vấn đề lớn nhất rồi mỗi lần tưởng rằng đã đến thời gian đỗ như hối lại có thể hết lần này tới lần khác kiếm được một khe hở và tiếp tục dây dưa phấn qua hầu trong một khoảnh khắc giao nhau ngắn ngủi, Vi Ninh Hầu, người có lai lịch sâu nhất trong bốn vị ung hầu truyền đến một đạo linh thức, đổ như hối đã chạy không thoát rồi, người đến tỏa Long Quang để tham gia vào việc thủ thành trước đi, cần phải đảm bảo một chiến thắng toàn diện, một lần hành động phải đánh bọn họ thật đau. Phấn qua hầu không nói hai lời lập tức con người rồi bay đi. Trong số bốn vị ung hầu tham gia truy kích lần này, ông ta là người không am hiểu vây bắt nhất, mà từ trước đến nay luôn được biết đến với sức mạnh giết người tàn bạo của mình. Nhưng hiện tại với trạng thái của Đỗ Như Hối đã không cần ông ta phải tham gia bao vây nữa. Chỉ cần Đỗ Như Hối bị vây lại một lần nữa, ông ta nhất định sẽ bị giết, có ông ta hay không cũng không có gì khác biệt. Nếu sức chiến đấu đỉnh cao của ông ta mà vào chiến trường tỏa long quang, ở một mức độ nào đó cũng có thể ảnh hưởng đến phương hướng của cuộc chiến. Cảm nhận được sự rời đi của Phấn Qua Hầu, áp lực của Đỗ như hối giảm mạnh, nhưng trong lòng vẫn chẳng hề nhẹ nhõm được hơn chút nào. Trận chiến đánh ung lần này là cuộc chiến do ông ta và Trang Cao Tiện cùng chỉ huy, sau nhiều năm lên kế hoạch và chuẩn bị rất nhiều, vốn hai người nắm chắc vô cùng. Nhưng vẫn có nhiều việc ngoài dự đoán xảy ra. Việc hàng ân đột nhiên xuất quan với phong thái không kém gì năm đó, một thân một mình mạo hiểm đến đây, vững vàng tỏa trấn tỏa long quang là điều thứ nhất phó tướng đổng a đang trấn thủ hậu phương đột ngột bỏ mình là điều thứ hai dưới tình huống chẳng biết gì về chuyện ở hậu phương bọn họ chỉ có thể mạo hiểm khơi lên một trận quyết chiến từ trước lúc đó thắng bại của trận chiến đã đi theo một hướng không thể biết trước được việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cố gắng đánh cược một lần nhưng để ngăn chặn bốn cường giả thần lâm này một ngày một đêm ông ta đã dốc hết sức lực cố liều cái mạng già này cũng thực sự không thể làm gì hơn được nữa Ông ta biết rất rõ sự rời đi của phấn qua hầu có ý nghĩa như thế nào. Nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, hoàn toàn bất lực rồi. Thậm chí đến lúc này, ông lại càng không thể xúc động, bởi vì ông ta vốn luôn đi lại ở bên vách núi, chỉ cần sơ ý một cái là sẽ rơi xuống vực sâu. Nếu bây giờ ông ta bị giết trong trận chiến, sẽ có thêm ba vị ung hầu thần lâm nữa tham gia trận chiến ở tỏa Long Quang. Sau đó trực tiếp cắt đứt hy vọng chiến thắng. Vì vậy, Ông ta phải thận trọng hơn, cố gắng ngăn cản ba vị ung hầu càng lâu càng tốt, và chờ đợi. Tỏa Long Quang xảy ra thay đổi trước. Đỗ Như Hối không phải là người duy nhất đang cố gắng giải dụa trên bờ vực của sự tuyệt vọng. Đoạn ly xé toạt chiếc giáp lá tàn tạ trên người, trong tay chỉ có một cây giảng sắt, gắn gượng chống đỡ những đợt tấn công chính diện. Ông ta nổi tiếng với thể phách và khả năng phòng thủ tuyệt vời, nhưng dưới sự tấn công của cường giả thần Lâm Lý ứng cũng đã lung lay sắp đổ từ lâu. Giảng, giảng là một thứ vũ khí, theo như gốc tích ban đầu là một cây roi bằng tre hoặc cành gỗ, về sau còn làm bằng kim loại, có chiều dài khoảng 60 đến 70 cm. Bốn tòa tinh quan thánh lâu đã bị đánh nát, ông ta gần như chắc chắn vô vọng với thần lâm. Hạ bạc đao tập trung vào tấn công cũng không khá hơn chút nào, ông ta chỉ còn đúng một tòa bạch hổ thánh lâu hô ứng sát phạt là vẫn đang trụ vững trên tinh không xa xôi, còn ba tòa còn lại đã sớm vỡ vụn thành ngôi sao và về với vũ trụ. Kể từ quốc quân của Trang quốc trở xuống, tất cả mọi người đều mong đợi chiến thắng, tất cả mọi người đều đang liều mạng. Nhưng chiến thắng dường như không phải chỉ cần mong đợi là có được, cũng không phải liều mạng là sẽ có được. Phù Đoạn ly phát ra một tiếng thở dốc nặng nề, cắn răng liều mạng sông lên. Nhưng khi Lý ứng đang sông tới, ông ta đột nhiên lộn một vòng, bắt lấy ánh đao đang trào dân của Hạ Bạc Đao và nắm được chân thân của ông ta. Hạ bạc đao dùng ngoại lâu đối chiến thần lâm, đã là nỏ mạnh hết đà từ lâu, chuyện lần này lại xảy ra đột ngột cho nên không kịp né tránh. Mà tay lớn của Lý ứng vặn một cái, đã lôi được cái đầu người này xuống. Bậc thầy đao đạo ở Trang Quốc, cường giả ngoại lâu đỉnh cấp, chủ tướng Bạch Vũ quân bảo vệ xung quanh Đô Thành, hạ bạc đao đã chiến tử như vậy. Đoạn ly phát ra một tiếng cào trầm muộn từ trong cổ họng và lao thẳng lên. Thiêu đốt tất cả đạo nguyên còn lại, chỉ để lại khí huyết cả người ông ta như một huyết nhân phải giữ ông ta lại phải giữ ông ta vẫn còn cơ hội vẫn còn cơ hội mà trong lòng đoạn ly gầm lên như thế nhưng lý ứng chỉ hờ hững liếc nhìn ông ta một cái đột ngột từ mặt đất nhảy lên lao thẳng lên bầu trời mục tiêu của ông ta là trang cao tiện đầu của hạ bạc đao lăn xuống vòng vo mấy vòng ở trên chiến trường hướng về phía tỏa long quang trong đôi mắt tức giận đã mất đi tất cả ánh sáng. Một thân hình to lớn mạnh mẽ chạy đến quan thành và cắm lá cờ lớn của trang quốc lên trên thành. Đó chính là thiên tướng duy nhất ở Đằng Long Cảnh, người tu hành theo con đường binh đạo cổ xưa của cửu giang huyền giáp, đổ giả hổi chỉ thấy hắn ta cắm một lá cờ rách nát lên trên quan thành, sau khi hắn dùng đạo nguyên vào thì cán cờ trực tiếp đập vỡ những viên gạch xây thành và cắm rất chắc chắn. Lá cờ rách nát bay phần phật, cả người hắn ta giống như hổ điên, ngửa mặt lên trời mà gào thét, trăm năm nhục nhã. Hôm nay xin trả lại. Tỏa Long Quang, phái. Chuyện Tỏa Long Quang bị phá là chuyện có thể đoán được. Bởi vì 30 vạn đại quân của Trang Quốc đã tấn công dữ dội không sợ hy sinh, mà quân Cần Vương từ các nơi của Ung Quốc cũng không thể ngay lập tức tiến vào chiến trường được. Nhưng việc đánh sập Tỏa Long Quang cũng không có nghĩa là thắng bại đã định. Một lượng lớn binh sĩ Trang Quốc giết vào quan thành, chém giết với binh lính đang trấn thủ tỏa long quang từ đầu đường đến cuối ngõ cuộc chiến vẫn tiếp tục cổ độ cao khó có thể nhìn thấy bằng mắt thường hàng ân đè ép và liên tục tấn công trang cao tiện hàng âm kiêu ngạo độc đoán đương nhiên thế công kích rất dữ dội nhưng trang cao tiện lại như ngọn cỏ trước gió dù có bị thổi bay ngã trái ngã phải cũng có thể đứng dậy hết lần này đến lần khác vào lúc này lý ứng người đã giết chết chủ tướng của Bạch Vũ quân hạ Bạc Đao đã bay lên không trung. Bệ hạ, lý ứng đến muộn. Song trưởng mở ra, liền muốn tham gia cuộc tấn công trang cao tiện. Với tư cách là chân nhân đương thời, mặc dù đang liều mạng chiến đấu với trang cao tiện nhưng mọi thứ trên chiến trường của tỏa Long Quang vẫn nằm rõ nét trong mắt hàng ân. Lão để ý thấy thừa đức hầu lý ứng đã đánh tàn phế chủ tướng đoạn ly của cửu giang huyền giáp và giết chết chủ tướng hạ bạc đao của bạch vũ quân, đồng thời cũng để ý đến Tỏa Long Quang đã bị Đại quân Trang Quốc công phá. Lão không muốn để người khác nhúng tay vào trận chiến, như vậy thì cho dù cuối cùng lão giết chết Trang Cao Tiện cũng sẽ bị người ta nghi ngờ thực lực. Hiện tại Ung quốc bị bao vây ba mặt, điều không thể chấp nhận nhất chính là nghi ngờ. Nhưng Tỏa Long Quang đã bị công phá, ý nghĩa tượng trưng của chuyện này còn lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế, lão không thể đợi thêm được nữa. Vì vậy lão nghi người nhường lối, để nhường không gian cho Lý Ứng cùng tham gia. Hai người đồng thời đấm một đấm xuống, cửu long bá điển được thúc giục đến cực hạn, hư ảnh kim long gầm thét rồi dần dần ngưng tụ thành thực thể. Lý ứng không chút do dự, tách hai lòng bàn tay ra, nguyên thần trong quẩn thần điện cũng phân ra. Thông thiên cung trong tích trụ hải, thác ngũ phủ trong khu kiền hải, tinh quang lâu ở tứ chi hải, quẩn thần điện trong đầu bộ hải. Tích trụ hải, khu kiền hải, tứ chi hải, đầu bộ hải, còn được gọi là thông thiên hải, ngũ phủ hải, tàn tỉnh hải, nguyên thần hải. Thử nhân thân tứ hải, chí thần lâm cảnh phương đắc quán thông. Dịch là, tứ hải của con người đến thần lâm cảnh mới được nối liền. Cho dù lý ứng cũng được tính là cường giả thần lâm, nhưng nếu muốn tham gia vào trận chiến giữa những chân nhân đương thời, thì mỗi cú đánh ra đều phải dùng toàn lực mới có thể ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Lúc này nguyên thần đang trấn giữ ẩn thần điện, nội ngoại giao nhau. Một trưởng chống đỡ bầu trời, một trưởng bao phủ mặt đất, sau đó đất trời hợp lại trung chuyển không gian nghiền nát trang cao tiện lão thất phu hàng ân quả nhiên là bộ xương khô giữa mộ lòng dạ cũng mất rồi trang cao tiện quay người tránh một cái lật tay trời đất điên đảo thiên hà dưới chân bắt đầu khởi động chiến trường nơi xa sôi đổi chiều mọi thứ đều đang bị đảo lộn hai tay lý ứng bổ về phía hàng ân nhưng nắm đấm của hàng ân cũng đánh vào lý ứng hừ Hàng ân nắm chặt tay và hừ lạnh một tiếng, trời đất quay lại vị trí cũ và bình thường trở lại trong nháy mắt. Nắm đấm của lão quấn lấy kim long, một lần nữa đập về phía trang cao tiện. Trang cao tiện không kịp tránh, vì vậy đã trở tay đón nhận một quyền. Nắm đấm của hắn ta đơn giản, bộc trực. Giống như một tảng đá chôn vùi trong lòng đất hàng ngàn năm, trầm mặt im ắng nhưng cũng cố chấp ương ngạnh. Nhưng đến một ngày nọ, lớp bùn này bị cuốn trôi và khiến nó lộ ra ngoài nó cứng rắn mạnh mẽ và dũng cảm lấy quyền để đối với quyền trương dương bá liệt thẳng tiến không lùi sự va chạm thực sự giữa hai chân nhân đương thời đã quấy nhiễu đến gió mây ở phía chân trời chấn động khủng khiếp xảy ra như thể làm rung chuyển đất trời sức mạnh khủng khiếp khoái đảo thiên hà địa long của nhân gian đã xoay người nếu bọn họ tiếp tục chiến đấu trong trạng thái mạnh nhất này toàn bộ phủ nghi dương cũng sẽ không thể chịu nổi ngay vào lúc này, một đôi bàn tay như thép đúc sắt, lật úp trời đất in lên trên lưng hàng ẩn. Thứ đột nhiên như vậy. Là lý ứng. Hàng ân đã phá vỡ sự lộn ngược và thiết lập lại đất trời. Nhưng một chữ này của lý ứng vẫn không trở lại vị trí cũ, mà ngược lại còn vững vàng vỗ mạnh vào người hàng ân. Dù thế nào thì hàng ân cũng không thể ngờ tới một đòn này. Thừa đức hầu lý ứng, ba đời tổ tiên đều là trung thần của ung quốc vả lại người này cũng đã chiến đấu dưới trướng của lão ngay từ lúc xảy ra loạn tam vương dù nhìn như thế nào thì cũng không có khả năng cổng ung đầu trang hơn nữa lúc trước khi ở trong chiến trường ông ta cũng ra sức vì ung quốc đích thân chôn vùi hai cường giả có hy vọng có thể công phá thần lâm nhất của trang quốc khiến cho hai ngoại lâu đỉnh cấp một người bị phế một người bị đánh chết biểu hiện như vậy làm sao có thể là cổng ung đầu trang được nhưng mà chuyện đó đã thực sự xảy ra lúc này hàng ân không thể không thừa nhận trong lòng lão đang có chút rét run nhân tài mới xuất hiện trang cao tiện này thực sự quá đáng sợ không thua gì trang thừa càng năm đó sức mạnh tài năng quyết đoán và tính toán không có một cái nào mà không phải là tốt nhất lại còn có thêm một trái tim lạnh lùng tuyệt đối đoạn ly và hạ bạc đao trung thành đến mức nào chứ hai chiến tướng này hoàn toàn dùng tính mạng để liều để đánh cược mọi thứ mới có thể giữ chân lý ứng lâu như vậy nhưng ngay từ khi bắt đầu trang cao tiện đã định để họ hy sinh rồi. Hy sinh hai ngoại lâu đỉnh cấp, chính là để tạo cơ hội ra tay cho lý ứng. Điều đáng sợ hơn là, với một cái giá phải trả quá lớn như vậy, trang cao tiện không thể nào không chuẩn bị hậu chiêu để phá vỡ chiến cuộc. Điều đầu tiên hàng ân nghĩ đến là những chuyện này, lão cũng không buồn quan tâm đến cơ thể bị thương, ngay lúc phun máu cũng đồng thời trổ tay tung một trảo. Lão là một kiêu hùng quả quyết sát phạt, với kinh nghiệm đi qua vô số trận chiến, lão đã nhận thức rõ ràng nguy cơ và không ngần ngại sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Cái nắm này đã huy động quốc lực của ủng quốc. Lý ứng là một tu sĩ thần lâm rất mạnh, nếu ở dưới tình huống có phòng bị thì khó có thể bị giết chết được. Nhưng đồng thời ông ta cũng là hầu gia của ung quốc. Nhận chức, hưởng lộc và cũng phải chịu trách nhiệm trừ khi trang cao tiện lập tức lấy quyền lực xả tắc của trang quốc ra che chở thì mới có thể giúp lý ứng không bị ảnh hưởng, nhưng đó cũng chính là những gì lão muốn thấy. Lấy sức mạnh xả tắc của ung quốc cưỡng chế chính là thủ đoạn thích hợp nhất và trực tiếp nhất vào lúc này. Sự nhạy cảm, quyết đoán như vậy, người thường khó có thể có được. Hàng ân chính là muốn nghiền chết tên tặc lý ứng này trước, chặt đứt biến số, sau đó sẽ xử lý tình thế hỗn loạn sau. Nhưng mà một nắm này lại rơi vào khoảng không. Hàng ân kinh hải, cũng không thèm quan tâm đến cái gì nữa, con người rời đi. Không phải là lão mắc sai lầm, mà là khi đang cố gắng huy động quốc lực của ung quốc, sức lực xả tắc không ngừng tuôn trào đó bỗng nhiên bị đứt đoạn, vào thời điểm mấu chốt nhất lại không ủng hộ lão. Chỉ có một lời giải thích duy nhất cho điều này, đó chính là có ai đó bên phía Phủ Thiên Mệnh đã cắt đứt mối liên hệ của lão với ung quốc. Phủ Thiên Mệnh có biến, tất nhiên tỏa long quang rất quan trọng nhưng phủ thiên mệnh mới là gốc rễ của ung quốc lão phải trở về ngay lập tức nhưng mà tình hình đã phát triển đến mức này làm sao trang cao tiện có thể để lão đi chỉ mới nhướng đôi lông mày rậm lên toàn bộ khí thế trên người đã hoàn toàn khác từ một thân sĩ giàu sang trông có vẻ rất bình thản thông thường lại trở thành một vị vua thực sự uy nghiêm khí phách thể hiện sự uy dũng sắc sảo của bậc đế vương vào thời khắc này tảng đá cực lớn vùi trong lòng đất sắp nhô lên, ầm ầm lao ra, muốn đụng nát núi sông. Chết cùng ta đi. Tay trái vồ một cái, phong tỏa toàn bộ không gian. Tay phải đấm một phát, trực tiếp xuyên thủng không gian, đến trước mặt hàng ẩn. Hai thức này tuy đơn giản trực tiếp nhưng lại độc đoán, quyết liệt và thể hiện sâu sắc bản lĩnh nắm bắt đất trời của chân nhân đương thời. Hàng ân tuyệt đối không thiếu dũng lực, nhưng lão sẽ không bao giờ chém giết dưới loại tình huống không rõ ràng như thế này lão trực tiếp đưa tay xé rách phong tỏa thân hình hơi động chuẩn bị rời đi nhưng vào lúc này bộ áo giáp hoa lệ mà lão mặc trên người bộ áo giáp bất khả chiến bại mà lão thừa hưởng từ người huynh trưởng hàng chu bỗng nhiên có quan văn lưu chuyển vô số ký tự chìm nổi trên bộ áo giáp vậy mà lại đang giữ chân lão lại trong nháy mắt này hàng ân đột nhiên nghĩ tới một hình ảnh đó là khi lão phá quan mà ra quyết định muốn đến tỏa long quan ngay lập tức nhi tử của lão nay đang là quốc quân bệ hạ của ung quốc đã quỳ trước mặt lão nước mắt lưng tròng hài nhi bất tài không thể san sẻ nỗi lo cho phụ thân nguyện được mặc giáp cho phụ thân mong rằng phụ thân mã đáo thành công bình an trở về tự tay cầm bộ chiến giáp này và mặc giáp cho lão vào lúc này hàn ân đã hiểu mọi chuyện ngoại trừ ung quân hàn húc ai có thể cắt đứt liên hệ quốc lực của ung quốc với lão được chứ ngoại trừ ung quân hàn húc ai có thể khiến thừa đức hầu phản bội được đây? Không phải là lão không nghĩ ra mà là trong tiềm thức của lão. Không muốn nghĩ đến. Mà lúc này, trong đất trời đột nhiên lắng xuống, trang cao tiện đã xuyên thủng không gian và tiếp cận hàng ân. Hàng hút nhờ ta nói với ngài một câu. Trang cao tiện nhẹ giọng nói, người làm quân trong thiên hạ, sao có thể trăm năm không có quyền. Một quyền đánh thủng ngực của lão. Khiến cho nội phủ, ngoại lâu, thông thiên cung, quẩn thần điện của lão, tất cả đều sụp đổ bằng một cú đấm. Cửu Long sụp đổ. Hàng Ân, đệ nhất kiêu hùng, đã chết trong trận chiến trước tỏa Long Quang. Phành phạch. Một con chim nhỏ nhảy khỏi cành cây hơi nghiêng, vỗ cánh bỏ đi mà không buồn ngoái lại. Đây là một ngọn núi xanh không tên, yên lặng lạ thường trong gió lạnh thấu xương. Chim và thú đều chẳng lên tiếng, chỉ có thể lờ mờ nghe thấy tiếng nước tuôn ra. Nơi này cũng cách dòng sông trong vắt mênh mông cuồn cuộn dài 800 dặm không xa. Trên một sườn dốc, giữa đám cỏ dại mọc ung tùng, một bóng người cuộn mình trong đó, nằm im bất động. Đây là một thiếu niên đã mất đi tri giác nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng đau khổ. Nằm co ro như một đứa bé mất đi sự bảo vệ. Tuy nhiên, ngay cả khi đang hôn mê bất tỉnh như vậy, cơ bắp trên người vẫn căng cứng, như thể đang chiến đấu trong giấc ngủ vậy. Tay trái nắm hờ ấn quyết, tay phải nắm thật chặt một thanh kiếm. Trông rắn chắc như một tác phẩm điêu khắc. Màn sương đen lượn lờ bên trong và ngoài cơ thể hắn, từ cổ đến mặt cũng có những hoa văn màu đen kỳ lạ đang lan tràn. Những hoa văn màu đen giống như những con trùng nhỏ vặn vẹo, hoặc nhìn có vẻ như đang ngọ ngoại, trông rất kinh người. Lúc mặt trời mọc, vẻ dịu dàng và cương nghị trên khuôn mặt này biến mất hoàn toàn, thay vào đó là cảm giác tà ác. Giống như có sự căm ghét đối với mọi thứ trên đời, cho dù đang ở trong đau đớn, cũng đang chuẩn bị một âm mưu quỷ kế nào đó. Sương mù màu đen sâu thẳm và linh động, lúc chìm lúc nổi, bao phủ hoàng hoàng thiếu niên. Trên người thiếu niên ngất xỉu chỉ có đúng ba chỗ là chưa hoàn toàn bị màu đen đó ăn mòn. Một là vần trán, đôi lông mày nhíu chặt dường như đang tập trung một ý chí kiên định nào đó, giống như hai cửa ải quan trọng, kiên quyết ngăn chặn cuộc tấn công của hoa văn màu đen, liều chết bảo vệ. Một là tay phải cầm kiếm, trên vỏ bọc của thanh trường kiếm còn có mấy chữ vạn mờ mịt nhảy ra vững vàng rơi vào trong sương mù màu đen giống như cá lần lượt nhảy vào biển đen cứ tre và măng mọc mà tiến lên một nơi nữa là vị trí giữa cuộc sống và xương cổ nơi đó có một đóa sen trắng lửa đỏ đồng thời mang đến hai cảm giác nóng bỏng và lạnh lùng toát ra ánh sáng trắng và đỏ rõ rệt nhưng chúng đều đang cùng nhau chống lại màu đen hắn đã ngất ở đây rất lâu rồi Cuộc chiến dài đằng đẵng và gian khổ vẫn đang tiếp tục trong cơ thể ấy. Hiện tại mọi thứ ở thế giới bên ngoài đều không có liên quan gì đến hắn, mặc dù gió mây đã từng bị khuấy động vì hắn. Bạo quân Hàn Ân đã chết. Hai mặt trời chó chang trên bầu trời đã bị dập tắt. Mặt trời thật còn chưa lặn, Kiên Cường thả ra tà dương ở phía tây. Trong những tia nắng chó chang của mặt trời chiều, lúc này bầu trời lại đang mưa. Trận mưa tiếp theo trên vùng đất trước đây hiếm thấy mưa này từ nay về sau cũng khó thấy lại nữa mưa đẫm máu đó là màu máu mà tà dương cũng không thể nào nhuộm được một màu máu vô cùng thuần túy và máu tanh chân nhân ngã xuống đất trời cùng bi một tay trang cao tiện nhất thi thể của hàng ân bay xuống bầu trời tỏa long quang to giọng hét lớn thắng bại đã phân kẻ đầu hàng sẽ không chết âm thanh như rồng gầm như hổ thét gầm thét trào dân hắn ta thả sự đường hoàng ngang ngược của mình ra mà không giữ lại chút nào hắn ta vừa mới lên ngôi quyền lực trong triều còn chưa nắm chặt đã dám ngự giá thân chỉnh lấy yếu đánh mạnh những sự mạnh mẽ và sắc sảo này hơn hẳn vị thái tổ khai quốc dấu thương tích trốn trong thâm cung nuôi dưỡng bao nhiêu năm bất phi tắc dĩ nhất phi trùng thiên bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân dịch là chim bình thường không bay nhưng bay một cái là lên đến tận trời bình thường không hót nhưng vừa hót sẽ khiến người chấn kinh bao nhiêu năm thu nanh vuốt và chịu đựng. Một khi ra tay, liền trèo đến động chân, trở thành chân nhân đương thời, lật tay giết chết đại tướng Mạch Quốc, mạnh mẽ chia cắt 10 thành của Mạch Quốc. Lần thứ hai ra tay là khuynh quốc mà chiến, lấy yếu đánh mạnh, tự tay giết chết đệ nhất kiêu hùng hàng ân. Tư thế hùng chủ đã thành từ nay về sau trang cao tiện hắn ta sẽ không cần phải che giấu nữa. Âm thanh to lớn của trang cao tiện lăn qua, cơn mưa máu bay trên bầu trời. Hai vị ung hầu đang bắt tay vây giết Hoàng Phủ Đoan Minh không nói hai lời liền dừng tay, vội vàng xoay người bỏ chạy. Nhưng mà thiên hạ to lớn, bọn họ thực sự không biết phải đi đâu vào lúc này. Cho dù bọn họ đường đường là những tu sĩ thần lâm, hầu tước trang nghiêm, nhưng cũng không cách nào làm tiêu tán đi sự lo sợ, nghi hoặc lúc này. Hàng ân cũng chết rồi. Đệ nhất kiêu hùng, chân nhân đương thời, một nhân vật nắm quyền ung quốc mấy trăm năm. Đến hàng ân còn chết, vậy thì ai có thể không chết đây phấn qua hầu bay hết cỡ vừa mới lao tới bên ngoài tỏa long quang đã cảm thấy chóc mũi mình ướt ướt ngẩng đầu nhìn lên một cơn mưa máu rơi xuống thấp trời lúc này đất trời cùng bi ông ta còn nghĩ đó là do trang quân ngã xuống nhưng giọng nói của trang cao tiện đã phá tan ảo tưởng của ông ta ông ta vội vàng lao đến còn không kịp liếc mắt nhìn lại tỏa long quang đã xoay người bỏ chạy đến hàng ân là chân nhân đương thời còn chết trận thế thì phấn qua hầu như ông ta dù có chính cái mạng cũng không đủ để nhắn nhủ gì ở đây ung quốc xong rồi ông ta cảm nhận được một sự đau buồn vô cùng mắt không kìm được mà hơi cay đường đường là tu sĩ thần lâm nhưng lại giống như chó nhà có tang vừa chạy trốn vừa rơi lệ tất cả đều không thể chạy khỏi ánh mắt của trang cao tiện nhưng hắn ta cũng không buồn truy đuổi bất cứ ai và cũng không có ý định giữ lại một hai vị ung hầu hắn ta đứng trên bầu trời phía trên tỏa long quang chỉ quay đầu nhìn về phía thừa đức hầu lý ứng của ung quốc quay lại nói với hàng hút lập tức thả đổ tướng ra như vậy trận chiến này sẽ kết thúc và phía bắc tỏa long quang trẫm có thể hứa là một tất đất cũng không lấy đây là phân chia biên giới một lần nữa quyết định kết quả thắng lợi trang quốc muốn lấy vùng đất bị chiếm đóng ở phía nam tỏa long quang bao gồm gần phân nửa phủ nghĩ dương toàn bộ phủ lĩnh bắc hơn nữa toàn bộ tài nguyên yêu thú phong phú ở dãy núi Kỳ Sương, từ nay về sau đều thuộc về trang cảnh. Đây thực ra là một điều kiện mà hắn ta đã thương lượng với hàng hút từ lâu, nhưng nhất định phải cho những tướng sĩ đã chiến đấu đẫm máu một lý do, bọn họ quên cả sống chết để đánh hạ tỏa Long Quang, trước mắt lại chính là một vùng đất bằng phẳng màu mỡ của Ung Quốc, sao có thể dừng lại được chứ? Binh sĩ bình thường sẽ không nghĩ đến việc các cường quốc đương thời là Tân, Cảnh, Kinh có thể cho phép trang quốc đánh một trận để nuốt Ung bọn họ nhìn không xa như vậy cũng không cảm giác được áp lực bọn họ chỉ biết là bọn họ đổ máu đổ mồ hôi không thể nói dừng là dừng được sau khi đánh bại ung quốc sĩ khí của các tướng sĩ trang quốc lên cao chưa từng thấy bây giờ nếu để bọn họ tiếp tục tiến lên phía bắc thậm chí muốn giao chiến với kinh quốc e rằng họ cũng sẽ không sợ nhưng tự bản thân trang cao tiện biết hắn ta không được mù quáng trong tình hình rắc rối phức tạp của tâm cảnh trong bối cảnh thiếu hụt sức mạnh tuyệt đối, có chừng mực lại đặc biệt quan trọng. Bây giờ nếu hắn ta đưa binh qua tỏa long quang và liều mạng chiến đấu với hàng hút, đừng nói đến kết quả, cho dù cuối cùng có thể xuyên thủng phủ thiên mệnh và chiếm giữ toàn bộ lãnh thổ của Ung quốc. Hắn ta có thể thực sự nắm giữ nó sao? Gần như là sẽ không có thời gian để tiêu hóa, mà sẽ ngay lập tức nên đón sự tấn công của Kinh quốc. Phải biết rằng bây giờ xích mã vệ của Kinh quốc vẫn đang ở bên ngoài phủ tỉnh An đấy mà với tư cách là bá chủ trung vực, Cảnh Quốc có còn ủng hộ hắn ta nữa không? Cảnh quốc thu nạp Trang quốc thành nước thuộc địa là để thả một cái đỉnh xuống Tây Cảnh, vừa để đóng đỉnh Ung quốc, vừa để đâm vào Tần quốc. Vậy thì làm sao có thể sẵn lòng nuôi thêm một con mảnh hổ ở Tây Cảnh chứ? Vì vậy cân nhắc theo tình hình, vẫn nên dừng lại ở đây. Thứ nhất, bản thân Trang quốc có thể nhận được lợi ích thực sự, và thứ hai. Ung quân hàng hút trấn thủ ở lãnh thổ còn dư lại của Ung quốc vẫn là người đầu tiên đối mặt với áp lực của Kinh quốc. Điểm này có thể hình thành đủ chiều sâu chiến lược cho Trang quốc, để Trang quốc có đủ thời gian để tiêu hóa kịp thời thành quả của cuộc chiến này mà không lo bị bị quấy rầy. Thực sự chuyển từ một quốc gia nhỏ độc lập thành một cường quốc trong khu vực. Đương nhiên, những cân nhắc chiến lược này sẽ không được chia sẻ với binh lính. Với tư cách là người lãnh đạo đất nước, Trang cao tiện cần cho binh lính đã chiến đấu đẫm máu một lý do. Lúc này tướng quốc đổ như hối được người dân kính yêu vẫn còn đang chiến đấu anh dũng đẫm máu cũng không tốt chút nào. Hắn ta đã bằng lòng từ bỏ rất nhiều lãnh thổ vì tướng quốc đổ như hối đúng là tình nghĩa quân thần khiến người ta ca tụng biết bao. Đối với hàng húc mà nói mục tiêu của hắn ta là thực sự nắm quyền và trở thành một ung chủ danh chính ngôn thuận. Hàng ẩn người đã nắm quyền hành mấy trăm năm và chưa bao giờ có ý muốn buông tay mới chính là vấn đề lớn nhất. Hắn ta làm quốc quân hơn một trăm năm và cũng đã làm bù nhìn hơn một trăm năm. Trong chuyện giết chết hàng ân này, hàng húc và trang cao tiện đã đạt được một sự đồng thuận. Nhưng đồng thời, trang quốc vẫn là một đối thủ cạnh tranh mạnh mẽ với ung quốc trong thời đại của hàng húc. Vì vậy, thừa đức hầu lý ứng mới có thể ra tay độc ác như vậy khiến cho hai vị ngoại lâu đỉnh cấp có thể đột phá lên thần lâm nhất của trang quốc một phế một chết. Điều đó thể hiện rõ nếu có cơ hội, hàng hút nhất định sẽ không ngại giết chết kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương của trang quốc trước khi đình chiến. Kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương, phép ẩn dụ cho cục trụ chống trời, nhiều nhân tài có thể gánh vác những trọng trách quan trọng trang cao tiện nói những lời này vào lúc này, không chỉ để biểu thị rằng hắn ta sẽ tuân theo thỏa thuận, mà còn để cảnh cáo hàng hút nếu như đổ như hối chết trong trận chiến này hắn ta sẽ không tuân thủ thỏa thuận nữa. cho dù hàng húc biết rất rõ lúc này trang cao tiện cũng không dám chiếm toàn bộ lãnh thổ của ung quốc biết được như vậy sẽ khiến trang quốc chết no nhưng bản thân hàng húc cũng không dám đánh cực. sau khi ung quốc tráng sĩ chặt tay tự mình hại cơ thể mình lại đặc biệt không có tư cách để mạo hiểm ngoại thân nhất định sẽ truyền lời lý ứng nhìn trang cao tiện một cái thật sâu sau đó xoay người bay đi. Với tư cách là thân tín tuyệt đối của ung quân Hàn Húc, ung hầu đã đã tấn công Hàn Ân vào phút cuối cùng, thừa đức hầu lý ứng về cơ bản đã hoàn toàn tán hành sự quyết đoán của Hàn Húc. Theo như ông ta thấy, Hàn Húc là một vị vua mạnh hơn Hàn Ân gấp trăm lần, chỉ là vẫn chưa được thể hiện mà thôi. Hàn Ân là chân nhân đương thời, cho đến khi chết cũng sẽ không bao giờ tồn tại vấn đề già yếu, nhưng tinh thần của lão đã già nua rồi. Lão hoàn toàn không có bản lĩnh của ung minh đế hàng chu năm đó, bị kinh quốc đánh mấy trăm năm, thật ra trong lòng đã khuất phục từ lâu rồi. Dù có biểu hiện kiêu ngạo độc đoán đến đâu cũng không thể che giấu nội tâm yếu đuối. Hàng ân vẫn luôn muốn vượt qua ca ca hàng chu của mình, nhưng tận sâu trong thâm tâm, lão chưa bao giờ cảm thấy mình có thể đánh bại được kinh quốc, bởi vì đó là điều mà hàng chu không thể làm được. Hàng ân không có tự tin làm chuyện mà hàng chu không làm được. Lão đã cố gắng hết sức để rửa sạch dấu vết của ung minh đế, nhưng sau khi giặt mấy trăm năm cũng không thể tẩy sạch được, cả đời lão đều sống trong cái bóng của hàng chu. Một vị vua như vậy, trông thì có vẻ quyền uy, mưu lược và thủ đoạn, nhưng ung quốc ở trên tay lão sẽ chỉ từ từ thối rửa và bốc mùi mà thôi. Hàng ân đã nắm quyền mấy trăm năm, tất đất của ung quốc vẫn chưa mở rộng, mà sức ảnh hưởng ở trên tay cảnh lại càng ngày càng nhỏ, đó chính là minh chứng rõ ràng. Ung quốc đã đến thời điểm không phá thì không xây được, nhất định phải tắm lửa mới có thể tái sinh. Nhưng mà hàng Ân quá mạnh và đã cai trị vùng đất này quá lâu, nếu chỉ dựa vào những người trung thành với hàng Húc thì hoàn toàn không thể lật đổ được. Cho nên mới cần dẫn ngoại lực vào. Lý Ứng vẫn luôn chắc chắn rằng mình đang làm đúng, thế nhưng sau khi tận mắt nhận biết trang cao tiện, ông ta không khỏi dấy lên một chút nghi ngờ. Trong chiến lược tương lai của quân thần hàng Húc, bọn họ sẽ lấy nguy cơ đất nước bị lật đổ để kích thích người dân trong nước cùng chung mối thù khi đã có thể khống chế trạng thái của chiến tranh, Hàn Húc sẽ nhanh chóng nắm giữ quyền lực quân sự và chính trị của quốc gia, đó chính là bước đầu tiên. Nuôi dưỡng sức mạnh của đất nước, ngồi đợi thời cơ chính mùi, sẽ lập tức phản lại trang quốc, đánh bại trang cao tiện, giành lại đất đai đã mất và thiết lập quyền lực tuyệt đối cho Hàn Húc, đó là bước thứ hai. Nhưng liệu một trang cao tiện như vậy có thực sự dễ dàng bị đánh bại không? Lý ứng rời khỏi nơi này với một bóng ma không thể nói ra được mà ở trong tỏa long quang quân ung đã quỳ đây đất phủ thiên mệnh hàn húc tướng mạo khoan hậu mặt mày nhân từ đang đứng chắp tay trong điện so với hàn ân ông ta luôn bày ra hình tượng là một người rộng rãi thả đổ như hối về rồi sao ông ta hỏi cung điện vừa được quét dọn sạch sẽ nhưng mùi máu tanh nồng nặc vẫn chưa tiêu tán vũ công hầu mặc áo giáp đứng sang một bên thần chỉ hơi thả ra một chút ông ta liền chạy trốn trở về người này thật sự là một hiểm họa từ bên trong của đại ung, không nghi ngờ gì nữa, lần này chắc chắn chính là thả hổ về rừng. Với tư cách là hầu gia trẻ tuổi nhất của ung quốc, Vũ Công Hầu Tiết Minh Nghĩa là một người theo phái kiên định và dám nghĩ dám làm, trước đây luôn rất bất mãn với sự bảo thủ của ung quốc, đã bắt nhịp với hàng hút trong chủ trương chính trị và thần phục ông ta từ lâu. Làm sao cô lại không biết đổ như hối đáng sợ như thế nào? Nhưng việc cũng có cái nặng cái nhẹ, trước nguy cơ sinh tử, cũng đành phải để cái gai đó cắm vào thịt thôi. Lần cải cách xã tắc này, tuy là thời thế cũng đến lúc phải thay đổi, nhưng xét cho cùng cũng có một chút nguy hiểm. Cô quả thực khó có thể an khang. Lúc này không thích hợp để chọc giận trang cao tiện đâu. Hàng hút nhìn ra bên ngoài điện, ánh sáng đó chỉ còn cách ông ta một bước ngắn, ông ta đã nắm được quyền lực tối cao trên mảnh đất này rồi. Đám người uy ninh hầu có thái độ gì? Ông ta hỏi. Trong số bốn ông hầu tham gia vây đánh đổ như hối, Quy Ninh Hầu là người có lai lịch cao nhất và có thể đại diện cho thái độ của một số quý tộc có công. Quy Ninh Hầu cũng không nói gì cả. Tiết Minh Nghĩa nói. Đây chính là đang quan sát. Như vậy thì rất tốt hàng hút gật đầu, đây là đang yêu cầu quân thần chúng ta tạo ra chút thành tích. Ông ta tiến lên một bước, vương tay nắm lấy ánh mặt trời bên ngoài điện, ngươi nhìn thế giới rộng lớn này, cuối cùng cũng đến lúc chúng ta được trong rủi rồi ông ta nắm chặt tay lại, giống như nắm lấy toàn bộ Giang Sơn. Tiết Khanh, ngươi có lòng tin không? Rất nhiều người đều đang chờ xem chuyện cười của ngài, thưa bệ hạ, Tiết Minh Nghĩa cúi đầu nói. Hàng hút sải bước đi lên phía trước, trên đời này không có bao nhiêu người mắt mù, nhưng lại có không ít người tâm mù. Trên mặt Tiết Minh Nghĩa không hề giảm đi nhuệ khí, lộ ra một nụ cười rực rỡ, nguyện làm kiếm trong tay bệ hạ, chém kẻ địch mạnh, phá quân đội mạnh, dọn sạch thiên hạt. Cho đến ngày Hàng Ân qua đời, khoảng cách hàng hút leo lên quân vị đã là hơn 100 năm có thừa rồi. Trong khoảng thời gian dài này, tuy ông ta là quốc quân, nhưng việc quốc quân đại sự đều theo quyết định của Hàng Ân. Ông ta đã trở thành quốc quân ung quốc hơn 100 năm, cũng là một con bù nhìn trong hơn 100 năm. Đây là sự tra tấn đáng xấu hổ nhất đối với bất kỳ người có lòng tham vọng nào. Rõ ràng là quyền lực trong tầm tay, nhưng không thể chạm đến. Tình cảm của ông ta dành cho Hàng Ân đã chuyển từ kính để thành oán hận từ lâu rồi. Dù vậy, vai diễn một người con hiếu thảo kính cẩn nghe lời hơn 100 năm này ông ta vẫn thực hiện không chê vào đâu được. Mặc dù Hàng ẩn kiêu hùng cả đời, cũng không dễ dàng tin tưởng người khác, nhưng cho đến bây giờ lão cũng chưa bao giờ nghi ngờ ông ta. Nhưng ai có thể ngờ chứ? Vị hoàng đế tốt bụng, rộng rãi với hạ nhân, lại hiếu thảo với bề trên, người đã thận trọng cẩn thận hơn 100 năm để hoàn toàn nắm giữ quyền lực này để trở thành một quốc quân thực sự ông ta đã không tiếc dẫn sói vào nhà tự tay chia cắt ung quốc nhưng chính vì điều dường như không thể xảy ra này mà ông ta đã có thể thành công tỏa long quang phía trên quan thành trang cao tiện ngồi xuống mà không có chút uy nghi nào hai chân buông thõng bên ngoài quan thành quan sát các tướng sĩ trang quân đang ra vào đổ như hối người bị chặt đứt một cánh tay đang đứng vô cùng nghiêm chỉnh bên cạnh Trang Quốc cũng không quá giàu có, nhưng để tìm linh được chữa trị tay chân bị gãy vẫn có thể làm được. Chỉ là nếu muốn trở lại đỉnh cao năm xưa, cũng không phải là chuyện có thể làm được trong 2, 3 ngày. Trong quốc chiến lần này, mục tiêu chiến lược thực sự của quân thần bọn họ đã hoàn thành toàn bộ, có thể nói là đã đại hoạch toàn thắng. Từ hôm nay trở đi, lãnh thổ của Trang Quốc đã vượt qua dãy núi Kỳ Sương và tỏa long quang được sử dụng làm cứ điểm, thèm thuồng nhìn vào ung cảnh cho dù từ nay không tiến lên được nửa nữa thì hắn ta vẫn là quốc quân trung hưng không thể bàn cãi của trang quốc mà trang cao tiện hắn ta vẫn còn trẻ trung khỏe mạnh tương lai vẫn rất có triển vọng hắn ta chẳng có lý do gì để có tâm trạng tồi tệ cả ngồi ở đây với tư cách là một quốc quân tôn quý đương nhiên là để xoa dịu quân đội và nâng cao sĩ khí tráng sĩ đã giành được thành này đầu tiên đâu trang cao tiện nghe truyện trên tv audio cv nghiêng đầu hỏi trẫm bảo các người đi mời người tới sao vẫn còn chưa đến thị vệ nhìn nhau sau đó một gã thị vệ nhắm mắt bước tới bệ hạ vị đổ giả hổ kia thật sự là đáng giận nói cái gì mà chủ tướng hôn mê không tỉnh hắn không có mặt mũi nào để nhận công lúc này đang hầu hạ bên cạnh đoạn tướng quân không chịu dời bước to gan như vậy dám chống lại mệnh lệnh của bệ hạ có cần thuộc hạ lôi hắn đến đây không ạ à? chỉ là một lời mời thôi cũng đâu phải đại sự gì vả lại cũng không phải là hắn không có lý do trang cao tiện mỉm cười xua tay không nên trách móc tráng sĩ nặng nề quay đầu lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt của đỗ như hối hắn dừng một chút rồi nói tiếp sau này trẫm sẽ đích thân đi gặp đoạn tướng quân sau khi đại chiến chấm dứt hắn ta không đi nhìn đoạn ly bị thương ngất xỉu cũng không phải do sơ suất mà là vì lần hợp tác với ung quân hàn hút này hắn ta không cho đoạn ly và hạ bạc đao biết bởi vì nếu bọn họ diễn tệ nhất định sẽ không thể lừa được hàn ân cho nên bọn họ đã thực sự liều mạng chiến đấu với lý ứng thực sự chiến đấu vì đất nước bọn họ hoàn toàn không biết ý nghĩa của việc chiến đấu của mình không phải là đánh bại đối thủ thậm chí cũng không phải ngăn chặn đối thủ mà là chết trận ở trong tay đối thủ trở thành con cờ làm tăng sự tín nhiệm của đối thủ hạ bạc đao đã chết còn đoạn ly thì bị phế mặc dù trang cao tiện đã đưa ra quyết định nhưng trong tiềm thức hắn ta vẫn không muốn đối mặt mà ánh mắt của Đỗ Như Hối đã nói cho hắn ta biết, không thể làm như vậy được. Báo Đột nhiên có một người bay nhanh tới, quỳ gối trước tỏa long quang, khởi bẩm bệ hạ, phủ lang an cấp báo. Trang cao tiện cao mày, chiến cuộc ở tỏa long quang đã định, hắn ta còn chưa kịp bảo thủy quân đình chiến. Thủy quân vốn cũng chỉ có tác dụng cầm chân, không hề mong ngóng sẽ có kết quả chói lọi gì. Nhưng tin tức truyền đến lúc này lại mang đến loại cảm giác lo lắng không nằm trong tầm kiểm soát. Nói tiếp. Đỗ Như Hối nói. Binh sĩ đó lớn tiếng nói, chút duy ngã ở quốc viện đột nhiên xuất hiện trên chiến trường Phủ Lang An, khi thủy quân Thanh Hà đang dằn co với Bắc cung ngọc, một mình một thương xông vào và phá vỡ liên tiếp 10 thành. Đây đương nhiên là một tin tốt. Nếu thủy quân của Trang quốc có thể thuận tiện chiếm lĩnh Phủ Lang An, bọn họ sẽ không bao giờ rút lui nữa. Đến lúc đó Phủ Lang An và tỏa long quang nằm trong tay họ. Ung Quốc sẽ bị kẹp giữa Phủ Lan An và Phủ Nghi Dương, trở thành một nước nửa thuộc địa và có thể bị Trang Quốc cắn bất cứ lúc nào. Trang Cao Tiện và đổ Như Hối nhìn nhau, nhìn không được mà lắc đầu cười, cố ý oán giận nói, Chúc Khanh thật sự là một kẻ nóng nảy, không thể ngồi yên ở thành Tân An sao. Chờ hắn trở lại thì đưa hắn vào Bạch Vũ quân đi, miễn cho lại vô cớ sinh sự. Gọi là phàn nàn, nhưng thực ra lại là khen ngợi. Hơn nữa, chủ tướng bạch vũ quân hạ bạc đao vừa chết trận chúc duy ngã đến đó sẽ đảm nhiệm chức vụ gì đây bất cứ ai có con mắt tin tường đều có thể thấy được sự hài lòng và kỳ vọng của trang cao tiện dành cho chúc duy ngã báo đúng lúc này một người khác bay tới phủ lan an cấp báo chuyện hai binh sĩ truyền tin một trước một sau lao đến thực sự khiến người khác bất ngờ trang cao tiện nói với vẻ rất thích thú chúc duy ngã lại nháo ra chuyện gì rồi chúc duy ngã hắn, hắn. Binh sĩ lắp bắp, hắn phản quốc rồi. Nói cho rõ đi, đổ như hối trầm giọng nói, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Binh sĩ đưa tin nói, Trúc Duy ngã xuyên thủng 10 thành liên tiếp và ngã xuống vì kiệt sức, may mắn được những tướng sĩ phục vụ quên mình cứu trở về. Sau khi hắn ta hồi phục một chút, trên đường trở về doanh trại lại sách thương lên đi. Các huynh đệ ngăn hắn lại, hắn chỉ nói, nói. Hắn nói cái gì? Trang Cao tiện hỏi. Hắn nói quân coi thần như tay chân, thì thần coi quân như tim gan, quân coi thần như chó như ngựa, thì thần coi quân như người trong nước, quân coi thần như cỏ đại, thì thần sẽ coi quân như kẻ thù. Binh sĩ truyền tin nơm nớp lo sợ nói nói, Trúc Duy Ngã đó nói, hắn sẽ không bao giờ quên chuyện xưa ở Phong Lâm. Hắn đã liều mình đánh thành, mở mang bờ cõi cho đất nước, nhưng vẫn may mắn không chết, như vậy đã là trả được ơn bồi dưỡng rồi. Từ nay về sau, hắn sẽ coi ngài như là kẻ thù. Trận quốc chiến của Trang Ung làm rung chuyển Tây Cảnh cuối cùng cũng kết thúc, chiến tranh liên tiếp làm cho người khác bất ngờ. Đầu tiên là Trang Quốc, nước có quốc lực yếu hơn, thế mà lại thắng lớn. Trang Cao Tiện đã giết chết đệ nhất kiêu hùng Hàng Ân, kết thúc lịch sử trị vì mấy trăm năm của Hàng Ân ở Ung Quốc, đại quân Trang Quốc công phá tỏa Long Quang, làm rung chuyển thiên hạ. Đúng lúc này, Ung quân Hàn Húc, người vẫn luôn bị coi là bù nhìn đã đứng lên, dẫn quân đối đầu với Trang Cao Tiện, và ngăn chặn cuộc viễn chinh lên phía bắc của quân trang. Nhưng chỉ như vậy, Ung quốc vẫn phải đối diện với thế cục trước mặt sau lưng đều có địch. Hàng ân trấn giữ tỏa Long Quang và Đô Thành đã chết. Hàng hút dẫn quân, dựa vào mã bình nguyên, lại càng không được người khác coi trọng. Nhưng điều khiến kẻ khác khiếp sợ thứ hai đã xảy ra. Thánh địa mặt gia vốn luôn duy trì thế trung lập, đã phái một số lượng lớn đệ tử gia nhập Ung quốc, trong vòng một đêm đã dựng lên một tòa thành kiên cường oai phong tại một vùng đất bằng phẳng bên trong địa khu bình nguyên của Ung Quốc. Thành thế dằn co với tỏa long Quang. Hàng hút đích thân đặt tên là Ân Ca để tưởng nhớ phụ thân mình là Hàng Ân. Dưới tình huống ba bên giao chiến, Hàng hút dựa vào thành Ân Ca được xây dựng trong một đêm để đạt được thỏa thuận đình chiến với Trang Cao Tiện trong thời gian ngắn nhất và lập ra một bia đá cam kết. Trang Cao Tiện hứa sẽ không bắt tiếng, Hàng hút cũng hứa sẽ từ bỏ những vùng đất bị mất sau đó Trang Ung mới ngừng chiến. Trang Cao tiện khải hoàng về nước, Hàng Húc thì nhanh chóng rút quân về phủ tỉnh An, tự mình ra trận, đẩy lùi đội kỵ binh xích mã vệ nổi tiếng thiên hạ của Kinh quốc và trục xuất nó ra khỏi lãnh thổ khoảng 300 dặm. Vũ công hầu của Ung quốc là Tiết Minh Nghĩa thì chia quân sang phía Tây để hỗ trợ Anh quốc công Bắc Cung Ngọc, hai người hợp sức đánh đuổi lực lượng thủy quân của hai trang quốc lạc ra khỏi phủ Lan An, giết đến mức đầu người cuồn cuộn. Cũng trong ngày hôm đó, Hàng Húc tuyên bố chọn mặt học là quốc học, từ bỏ phương châm, bách gia làm việc cho ta như tần và sở, chọn lấy mặt trị quốc. Chưa nói đến lựa chọn này là tốt hay xấu, mỗi quốc gia đều có sự lựa chọn khác nhau. Như cảnh quốc độc tôn đạo môn cũng hùng thị thiên hạ, cường tân khống chế bách gia cũng là bá chủ ở Tây Cảnh. Ý nghĩa lớn hơn thì đây là lần đầu tiên mặt gia, theo đúng nghĩa đen đã có được đất nước do chính mình nâng đỡ. Xưa kia, các đệ tử của mặt gia chu du khắp nơi, hành hiệp khắp thiên hạ, không bó hẹp ở một nơi, một thành nào. Giống như tam hình cung của Pháp gia và tứ đại học viện của Nho gia, họ tập trung vào học thuyết và không đè nặng quốc tịch. Nhưng từ nay về sau, lượng lớn nhân lực và vật lực của mặt gia chắc chắn sẽ nghiêng về ung quốc. Với tư cách là hiển tông đương thời, hiển tông, tông môn hiển hách, mặt môn có thể chỉ đang từng bước thử nghiệm nhỏ, nhưng không có bất kỳ người nào có thể bỏ qua những khả năng có thể dẫn đến các thay đổi sau này và sự ủng hộ của mặt môn chắc chắn đã chứng minh được tiềm lực của hàng húc. kể từ đó, ung quốc đã bước ra khỏi tình thế chồng trứng sắp đổ và an ủi bốn cõi cũng kể từ ngày đó, hàng húc thực sự được thế nhân công nhận là ung đế. chính ông ta là người ngăn cơn sóng dữ cứu đất nước đang trên bờ vực diệt vong và đưa đất nước đang từ từ già cỗi này hồi sinh. nhưng khi xem lại tình hình tổng thể sau trận chiến, trận này đã liên lụy đến bốn quốc gia, kéo theo vô số ánh nhìn chằm chằm không thể nghi ngờ, người chiến thắng lớn nhất chính là Trang Quốc. Trong trận quốc chiến này, Trang Quốc đã chiếm được toàn bộ dãy núi Kỳ Sương, toàn bộ phủ lĩnh Bắc và một gần một nửa phủ nghi dương ở phía nam tỏa Long Quang. Bây giờ lãnh thổ từ phía nam tỏa Long Quang đến dãy núi Kỳ Sương đã được chia thành một thể và chính thức gia nhập vào bản đồ của Trang Quốc. Là quận thứ tư của Trang Quốc, có tên là Vĩnh Sương. Trang cao tiện khải hoàng hồi triều, để lại 10 vạn đại quân đóng ở quận Vĩnh Sương, kiểm soát tỏa long quang và giằng co với thành ân ca. Mà đội kỵ binh xích mã vệ nổi tiếng thiên hạ được kinh quốc phái đi lại chậm chạp không thể gặm được phủ tỉnh An do ung tướng tề mậu hiền trấn giữ, ngược lại còn bị hàng hút sau khi buộc trang cao tiện đình chiến rút quân về đuổi đánh, đuổi ra khỏi mấy trăm dặm ung cảnh, bị thương không nhẹ. Thủy quân Lạc Quốc và Thanh Giang Thủy Phủ hợp lực tiến vào Lan, cũng giành được lợi thế ngắn hạn trong giai đoạn đầu, nhưng sau khi vũ công hầu đến, Bắc Cung Ngọc bỗng nhiên dùng toàn lực trục xuất toàn bộ thủy quân trang, lạc ra bên ngoài. Trong trận quốc chiến lần này, Ung quốc đã bị tổn thất nặng nẻ, hàng ân, chân nhân đương thời duy nhất trong nước đã hy sinh, mất đi một lượng lớn lãnh thổ ở phía nam, coi như mất người mất cả đất. Tuy nhiên các lực lượng quân sự và chính trị đã được hàng hút chính thức tiếp quản vừa được mặt môn ủng hộ, lại mượn trận chiến lần này mà cải cách từ trên xuống dưới, gần như không gặp phải cản trở quá nhiều, cũng coi như đón cuộc sống mới còn kinh quốc đường xa đi đến, cùng là quốc mạo hiểm đánh gọng kìm, đúng là xuất binh vô ích. Tất nhiên, Bách tính bình thường sẽ không biết rằng cái chết của hàng ân là kết quả của sự bắt tay giữa hàng hút và trang cao tiện. Bọn họ cũng sẽ không biết rằng anh quốc công Bắc Cung Ngọc chỉ mới lựa chọn đột nhiên dùng toàn lực sau khi được mặt môn ủng hộ và thế cục triều đình đã dần ổn định. Bọn họ cũng không biết rằng quá trình hàng hút nắm quyền lực cũng không rõ ràng rành mạch như bọn họ cảm nhận được. Bọn họ hoàn toàn không biết về máu chảy trong bóng tối và những cái đầu đã bị chặt đi. Những thay đổi trong hoàn cảnh hiện tại rõ ràng có ảnh hưởng đến hàng nghìn người, nhưng vào khoảnh khắc quyết định thời thế thay đổi lại dường như chẳng liên quan gì đến những người bình thường. Bách tính ung quốc có lẽ vẫn còn đang lo sợ về sự diệt vong của ung quốc, hoặc cũng có thể thấy may mắn vì được tái sinh. Chỉ có những người ung quốc trong phủ lĩnh Bắc là đang được đi cư đến trang quốc với số lượng lớn còn một số bách tính ở lại cũng phải bắt đầu quen với thân phận người dân Trang Quốc của mình. Đây không còn là phủ lĩnh Bắc Ung quốc nữa, mà là quận vĩnh xương của Trang Quốc. Tiêu chuẩn để người dân địa phương di cư đến Trang Quốc là họ có mối thâm thù đại hận với Trang quân, tất cả quá trình di dời sẽ được chia nhỏ. Hầu hết những người ở lại là những bách tính không có đất và không có tài sản, những người này có cảm giác tồn tại thấp nhất ung quốc. Đồng thời, một số lượng lớn người dân bị mất đất cũng đã dời từ trang đến để lấp đầy quận Vĩnh Sương. Sau nhiều thế hệ kinh doanh thì thực sự có thể biến nơi đây thành đất của trang quốc. Lúc đầu, một nhóm bách tính vốn định bụng bị xua đuổi đến tỏa Long Quang, bởi vì tình hình chiến sự thay đổi đột ngột nên cũng không cần phải đến quan thành chịu chết, do đó họ xoay người vội vàng vượt qua dãy núi Kỳ Sương, đi vào các vùng khác nhau của trang quốc, bắt đầu lại cuộc sống. Giang Lưu Nguyệt chịu trách nhiệm làm việc này chiến tranh đã kết thúc loại công việc này cũng không được quá nhiều đạo huân cho nên cũng không có nhiều đệ tử quốc viện tiếp quản điều này cũng hợp lý thôi nhưng bởi vì lúc trước khi ở trong chiến trận biểu hiện của hắn cũng không quá như ý lấy được rất ít đạo huân loại công việc này hắn cũng không thể từ chối được việc xua đuổi những bách tính bình thường xa rời quê hương là điều hắn không thể chấp nhận được nhưng so với việc để im cho những người này đi vào chỗ chết thì tốt hơn nhiều ít nhất dưới sự quản lý của triều đình trang quốc cách tính trang quốc nói chung cũng sẽ có cuộc sống ổn hơn. Toàn bộ công việc di cư ung dân trên danh nghĩa là do tế tử ở quốc viện phụ trách, nhưng về mặt công việc cụ thể lại là do một người sư huynh tên Phó Bảo Tùng thực hiện các thao tác cụ thể. Dưới quyền Phó Sư Huynh, Giang Lưu Nguyệt cảm thấy thoải mái và tự nhiên hơn rất nhiều. Bởi vì thái độ của Phó Sư Huynh đối với những ung dân nhập cư cũng không quá gay gắt, Huynh ấy còn dùng lời khiển trách một số học sinh ngang ngược, người đang hành hạ dân sao những bách tính này hiện tại đã là dân của trang quốc không thể bị đối xử như thể hai quân đội đang có chiến tranh được kiểu di cư quy mô lớn này thường có tỷ lệ thương vong cao nhưng vì sự cẩn thận và tận tâm của phó bảo tùng nên không có quá nhiều người xảy ra chuyện so với sư huynh lâm chính nhân lâm sư huynh có thể mạnh hơn và có thể có nhiều lợi ích hơn khi đi theo lâm sư huynh nhưng khi làm việc với phó sư huynh trong lòng mới cảm thấy an tâm nhất Phó Bảo Tùng cũng không biết suy nghĩ của các sư huynh sư đệ, hắn ta cũng không biết tại sao mình lại được tế tử của quốc viện coi trọng. Hắn ta chỉ là chân thật làm người, nghiêm túc làm việc, trước đó như thế nào thì hiện tại như thế, về sau cũng là như vậy thôi. Vào hôm trời rét lạnh, hắn ta phải mỏi miệng mới lấy được số lượng lớn áo bông từ chỗ quan hậu cần, sau đó dẫn theo sư huynh sư đệ đi phân phát ở ven đường. Khi ngước mắt lên, hắn ta đường như mơ hồ nhìn thấy một bóng nghiêng quen thuộc trong đám đông. Sau khi nghĩ lại, hình như đó là Trương Lâm Xuyên của đạo viện Thành Phong Lâm, đó là tu sĩ đã từng xuất hiện ở Tam Thành Luận Đạo và rất giỏi sử dụng lôi pháp. Cái người xông vào thành đạo viện ở vọng gian đêm đó cũng tự xưng là Trương Lâm Xuyên. Nhưng nửa bên mặt đó chỉ thoáng cái rồi biến mất bên trong đám đông. Phó bảo Tùng đặt những thứ trong tay sang một bên và nghiêm túc tìm một lúc, nhưng làm thế nào cũng không thể nhìn thấy lần nữa. Thành Tân An, trong điện thờ cái chết của Đổng A là sự hy sinh vì đất nước. Ông ta đã hy sinh trong trận chiến với chức vị phó tướng, theo lý cũng nên được vinh danh. Vì vậy quan tài của ông ta hiện đang được đặt trên điện thờ. Sau khi quốc chiến hoàn toàn kết thúc, Trang Cao Tiện và Đỗ Như Hối lập tức trở về thành Tân An, thậm chí còn không kịp thu xếp ổn thỏa đại quân, chỉ để lại Hoàng Phủ Đoan Minh đang bị thương rất nặng một mình xử lý. Đoạn Ly có thể chết, Hạ Bạc Đao có thể chết, chỉ cần cái chết đó đáng giá nhưng cái chết của đổng a là điều sẽ gây lung lay đất nước tướng tài dễ tìm nhưng tướng quốc khó cầu như đã đề cập trước đó cái chết của đổng a đã trực tiếp làm rung chuyển toàn bộ chiến trường buộc trang cao tiện phải bắt đầu trận quyết chiến sớm sau khi nhìn nhận lại cái chết của đổng a đã tạo ra một ghế trống trong nhân tài phía sau đổ như hối cũng khiến cho đổ như hối không thể tập trung vào việc tu hành chặn việc lên động chân bởi vì ngoài Đổng A ra không ai có đủ năng lực và uy tín để đảm đương tướng vị này. Hiện thi thể đã bị tách rời của Đổng A đang nằm trong quan tài. Các bộ phận khác nhau của cơ thể được ghép lại với nhau một cách đơn giản. Đôi mắt mở to, vẻ mặt trước khi chết lại là đang cười. Đã nhiều năm Đổng A không cười, cho dù là thăng quan hay tu vi tiến bộ, ông ta vẫn luôn mang vẻ mặt nghiêm túc. Qua nhiều năm như vậy, ngay cả mỉm cười theo phép lịch sự cũng không có cho nên đổ như hối thậm chí còn quên mất ông ta cũng biết cười. Một người như vậy lại cười đến ngông cuồng, thật không giống Đổng A. Người đã ở bên ông ta nhiều năm như vậy. Trong lúc vô tình từ một thiếu niên có nề nếp đã trở thành một người đàn ông trung niên nghiêm túc và chính trực. Từ một bộ khoái nhỏ gặp trắc trở ở khắp nơi, đụng đến bể đầu chảy máu, lại trưởng thành đến một phó tướng không giận tự uy, cực kỳ đáng tin của đất nước. Sau đó chết đi, trở thành một cái xác tan tành như bây giờ đỗ như hối cúi đầu nhìn đôi mắt đang mở to của đổng a như muốn nhìn thấy dáng vẻ của hung thủ trong đôi mắt đó điều này tất nhiên là phí công đôi mắt ấy có lẽ đã từng khắc cốt ghi tâm hình dạng của hung thủ phải không chỉ là đã sớm biến mất rồi cho dù sức chiến đấu của đỗ như hối rất phi thường cũng là cường giả thần lâm nhất đẳng nhưng cũng không thể tìm được đáp án trong đôi mắt ấy trang quốc đã thắng trong trận chiến giữa trang ung nhưng phó tướng của một quốc gia đã chết còn không biết hung thủ là ai. Dù cho là ung, lạc, mạch hay thành cũng đều không có dấu vết đã ra tay. Người điều tra nguyên nhân cái chết sớm nhất là Lâm Chính Nhân, một trong sáu người tài của quốc viện, nhưng cũng không tìm ra manh mối hữu ích nào. Thi thể này sẽ không bao giờ nói nữa, cũng không bao giờ đứng lên phản đối ý kiến của ông ta. Nghe có vẻ là một điều tốt, nhưng nó lại không tốt như vậy. Đỗ Như Hối yên lặng nhìn, giữ im lặng rất lâu trang cao tiện thì đứng bên cạnh ông ta nhìn vẻ mặt của ông ta hắn ta có cảm giác vị tướng quốc của mình đúng là có chút già rồi đây là loại ngọc gì trang cao tiện hỏi hắn ta duỗi tay nhặt một miếng ngọc bội để ngay chỗ tim từ thi thể đổng a di vật của đổng a vẫn còn được bảo quản tốt thậm chí hai thứ đồ quý giá nhất cũng không bị mất miếng ngọc này chính là một trong những di vật có người nói khi phát hiện ra xác chết miếng ngọc này đã được đặt như thế này không có ai di chuyển Đỗ Như Hối nhìn thoáng qua, suy nghĩ một lúc rồi nói, nếu như ta nhớ không nhầm, hẳn là bạn tốt của Đổng A, Trương Tân Lương để lại. Trương Tân Lương. Trang Cao Tiện rõ ràng không quen với cái tên này. Đỗ Như Hối thở dài một hơi, "Bệ hạ, ngài không nên quên hắn." Người này đã kiệt sức mà chết trong Cửu Tiên đàn hội ở Ngọc Kinh Sơn để tranh giành tài nguyên cho Quốc Đạo Viện Trang Quốc. Hóa ra là anh hùng của Trang Quốc ta, Trang Cao Tiện nghiêm mặt nói, "Cô không nên quên." Đỗ như hối không bám vào việc này để nói thêm gì nữa, chỉ là vương tay cầm lấy miếng ngọc bội màu xanh đó, rồi định đặt lại vào lòng Đổng A. Nhưng khi cảm nhận được sự ấm áp mà miếng ngọc truyền đến ngón tay, ông ta chợt nhíu mày, ta nhớ tới hình như đã lâu không thấy Đổng A đeo ngọc bội này. Ý của ngươi là, trang cao tiện cũng quay lại, chẳng lẽ miếng ngọc bội này là do hung thủ để lại? Ta đột nhiên nhớ tới Đổng A từng nói với ta một chuyện. Đỗ như hối xoa miếng ngọc bội trong tay, đột nhiên nói. Trang Cao Tiện nhìn ông ta, mắt mang ý hỏi. Lưu Dịch An, thành chủ cũ của Thành Phong Lâm, trước có đến yêu cầu một lời giải thích về việc Thành Phong Lâm thất thủ, nói là sẽ quỳ lạy đến chết trước điện. Đỗ Như Hối chỉ tay ra ngoài điện, có lẽ là ở vị trí đó. Sau đó thì sao? Mặc dù là một câu hỏi, nhưng giọng nói của Trang Cao Tiện không hề dao động. Để tránh bị ảnh hưởng Đổng A đã ra tay giết ông ta và nói với người bên ngoài là bị bệnh chết. Đổng A làm rất đúng, Trang Cao Tiện nói với giọng điệu đứng trên đỉnh núi quan sát chúng sinh nói, nhưng gia đình của Lưu Dịch An có lẽ cũng đã được đền bù, và con cháu của ông ta có thể được gửi đến đạo viện để bồi dưỡng. Lưu Dịch An không có con nối giỏi, bởi vì tu vi suy yếu, từ khi lui khỏi vị trí thành chủ, ông ta không yêu cầu bất cứ điều gì. Trên mặt đổ như hối không có biểu cảm gì, lắc lắc đầu nói, đổng a nói với ta về điều này cũng không phải là xin công mà là xin tội ông ta nói ông ta không nên ngông cuồng giết công thần và xin ta đoạt chức vị của ông a sau khi leo đến động chân trang cao tiện cũng vẫn luôn củng cố tu vi thăm dò thế giới tu hành mới những sự vụ lớn nhỏ của quốc gia vẫn do đổ như hối phụ trách xử lý cho nên đương nhiên hắn ta không biết chuyện của lưu dịch an này cho đến giờ phút này Cuối cùng vẻ mặt của hắn ta mới trở nên nghiêm túc một chút, đổ sư, đó là quyết định chung của chúng ta. Không đổ như hối tiếp tục lắc đầu, bệ hạ, ngài là thánh quân, ngài không thể có một chút vết dơ nào. Đó là quyết định của một mình ta. Ta chỉ là. Cuối cùng ông ta cũng thở dài một hơi, lúc đó hình như Đổng A còn muốn nói gì đó với ta, nhưng lão không có nói. Cuối cùng vẻ mặt của ông ta cũng tiêu điều. Thật giống như một người đã sống nghiêm chỉnh qua một mùa đông dài, nhưng cái chờ đến lại là cuối mùa thu. Đổng tướng lấy quốc lễ để hạ tán, trang cao tiện nói. Việc dùng quốc lễ để hạ tán đã là một lễ tang rất long trọng rồi. Đỗ như hối nắm thật chặt miếng ngọc bội trong tay, im lặng một hồi rồi mới nói, ta nghĩ là ta đã biết vì sao Trúc Duy Ngã đột nhiên biết sự thật ở thành phong lâm, cho nên chọn phản quốc rồi. Ánh mắt trang cao tiện sâu thẳm, hắn biết hung thủ sao? Miếng ngọc bội này ban đầu thuộc về Trương Tân Lương, sau đó được Đổng A đeo như vật tùy thân nhưng vì sao lại xuất hiện trong tay hung thủ? Chỉ có mấy khả năng thôi. Từ trước đến giờ Đổng A vẫn luôn cương trực, không gần nữ sắc, cũng chưa từng lập gia đình cho nên không thể xảy ra vấn đề như con ngoài giá thú được. Sau khi liên hệ với việc Trúc Duy Ngã đột nhiên phản quốc, Phạm Vi đã thu nhỏ lại rồi. Thành vực Phong Lâm, hoặc có thể gọi là Đạo viện Thành Phong Lâm, vẫn còn người sống sót người này nhất định phải chết. Đỗ Như Hối nắm miếng ngọc bội, nghiêm túc nói, không cần biết hắn là ai. Đương nhiên, Trang Cao Tiện nói, phó tướng không thể chết không minh bạch như vậy được. Tay đang cầm miếng ngọc của Đỗ Như Hối nắm thành nắm đấm, im lặng một lúc. Sau đó ông ta cúi đầu hành lễ với Trang Cao Tiện một cái, rồi quay lưng bước đi. Đỗ Như Hối bay vụt ra khỏi thành Tân An trầm mặt sừng sững đứng dưới ánh mặt trời. Vệ binh thủ thành ngửa đầu nhìn lên bóng lưng trên trời bằng ánh mắt sùng kính. Quốc tướng đại nhân chính là định hải thần châm của trang quốc. Bất cứ lúc nào, chỉ cần thấy bóng lưng ông ấy là đủ khiến người ta an tâm rồi. Dù là phó tướng Đổng A chiến cương trực không thiên vị đã chết, dù là Trúc Duy Ngã đã từng là niềm kiêu ngạo của trang quốc đã phản quốc, chỉ cần quốc tướng đại nhân vẫn còn, trang quốc vĩnh viễn sẽ không ngã xuống. Trời cao mây nhạt, phong cảnh quen thuộc rõ rệt lướt qua trước mắt để tránh bỏ lỡ bất kỳ manh mối gì, đổ như hối không dùng đến thần thông chỉ xích thiên nhai mà nương theo một loại cảm ứng yếu ớt nào đó trong u minh mà vừa bay nhanh vừa tìm kiếm. Thiên tức pháp là một môn bí pháp truy tung trước kia ông ta đã nắm được. Thiên tức có một, địa tức là ba, nhân tức vô cùng. Lấy thiên tức ứng nhân tức, nắm lấy đáp án từ nơi sâu xa. Bởi vì đây chỉ là tàn chương, không phải bản tĩnh chuẩn, nên phải có sự chênh lệch thực lực nhất định mới thành lập được Xét từ vết tích hiện trường thì hung thủ giết chết Đổng A và Đổng A giả cũng chỉ sàn sàn với nhau, có thể giết Đổng A phần nhiều là nhờ có khắc chế. Như vậy, thiên tức pháp của Đỗ Như Hối chắc chắn có thể dùng được, đồng thời còn bắt được một sợi khí tức từ trên thi thể của Đổng A, căn cứ vào đó mà đuổi theo hung thủ. Chỉ có điều, sợi khí tức kia vô cùng yếu ớt, cảm ứng mỏng manh mà lại đứt quãng. Nhưng ông ta đã chuẩn bị sẵn rất nhiều thời gian để truy tung thời gian của ông ta vô cùng trân quý nhưng ông ta cho rằng dùng vào việc này là đáng giá bay thẳng một đường mắt như chim ưng tuần sát sơn hà trang quốc không bỏ qua bất kỳ nơi hẻo lánh nào người có thân phận như ông ta vốn chẳng ai làm loại chuyện truy tìm tập hung này nếu nói nghiêm trọng lên một chút thì việc này coi như ông ta đã tùy tiện vận dụng quốc khí nhưng bảo giao việc này cho ai ông ta cũng không thể yên tâm trang quốc nên đón đại thắng lớn chưa từng có nhưng song song với đó, nhân tài cũng đứt gãy nghiêm trọng. Đổng A chết, người được mong đợi sẽ là tướng quốc đời kế tiếp đã chiến tử, chúc duy ngã được ký thác kỳ vọng lại phản quốc. Ban đầu đoạn ly bị phế, hạ à bạc đao chiến tử là lựa chọn giữ hay bỏ vì thắng lợi của quốc gia, cũng không thể nói đơn giản là có đáng giá hay không. Hiện giờ nhìn lại, lại thành ra khó mà chịu nổi. Hai người bọn họ là cường giả có hy vọng xung kích thần lâm cảnh nhất của trang quốc thời gian gần đây. Ai có thể bổ khuyết được chỗ trống to lớn này? Ai có hy vọng đứng cao hơn, nhìn xa hơn? Ai xứng đáng được bồi dưỡng hơn? Bạch Vũ Quân, Cửu Giang Huyền Giáp đều cần có chủ tướng mới. Rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí phó tướng, nhưng không có mấy người có đủ năng lực. Từ khi Chúc Duy ngã phản quốc thì kế hoạch Hoàng Hà Hội trước đó có thể dùng ai để thay thế đây? Đủ loại chuyện như thế cũng có thể khiến cho người ta sức đầu mẻ tráng, làm quốc tướng Trang Quốc. Mọi sự vụ lớn nhỏ của Trang Quốc đều cần ông ta quan tâm, cho dù có một chút ít cảm xúc không thể thoát ra thì cũng không thể buông xuống. Dịp lăng tiêu nói ông ta không bằng mình ông ta không thể không thừa nhận. Thậm chí, ông ta còn không có cả thời gian để thương tâm. Trên một ngọn núi nhỏ vô danh. Khương Vọng đã hôn mê ở đây thật lâu, bây giờ hắn co ro như trẻ con, vô tri vô giác. Sương mù đen càng lúc càng nồng đậm, như một cái kén đen bọc lấy hắn tuyệt vọng, phong bế, khốn đốn. Nhưng trong cái kén đen vẫn lộ ra ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng kia tuy chỉ lập lòe như sắp tắt, nhưng vẫn cứ không tắt. Trong ngọn núi nhỏ trống vắng dường như còn có tiếng cười vang vẳng. Nhưng thi thoảng tiếng cười này lại bị tiếng kiếm treo đánh gãy. Hắn nắm thật chặt trường tương tư trong tay, thi thoảng sẽ bất chợt treo lên một tiếng chiến binh, dường như đang chống lại tiếng cười điên cuồng kia. Kiếm chủ vẫn còn đang hôn mê, đương nhiên kiếm minh không phải đối thủ. Nhưng mỗi khi tiếng kiếm treo sắp bị đè xuống liền có tiếng Phật sướng vang lên. Lắng nghe kỹ, thì ra là tiếng sướng phản âm. Ông. Ai mễ. Nhà. Hồng. Giác. Kháp. Là. Đây là vô ý bác tự chân ngôn của Phật tâm, có tên là văn thù bác tự chú. Chú này lai lịch phi phàm, có thể minh hiển trí tuệ, có thể xua đuổi phiền não. Trong truyền thuyết Phật Tông, Đại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát chính là người hầu bên trái cạnh già Mưu Ni Phật, đại biểu Phật Trí. Bác tự chân ngôn này luân chuyển không ngớt, trợ giúp cho tranh chấp của tiếng kiếm reo và tiếng cười điên cuồng. Khương Vọng vẫn nhắm chặt hai mắt, trong hắn vừa căng thẳng vừa đau khổ vô cùng, nhưng bờ môi lại hơi mấp máy, lẩm bẩm mấy lời bình thản lạnh lùng, lão lừa trọc, kéo dài đại sự của ta. Ta sẽ giết ngươi sớm, diệt cả nhà ngươi. Nội dung lời nói vô cùng ác độc, nhưng rất kiên nhẫn khống chế màn sương mù màu đen như nhện giăng lưới từng chút từng chút len vào gói kén đen chậm chạp mà kiên quyết ăn mòn túc chủ màu đen càng sâu màu tối càng chìm ngưng kết gợn sóng giữa ban ngày giữa ba sợi ánh sáng nhàn nhạt cái kén đen lại càng nhạt dần nhưng ngay một khắc sau dường như cảm nhận được biến cố nào đó màn sương đen không cam lòng lan lộn kịch liệt mấy lần mà vẫn không thể hoàn toàn chôn vùi được ánh sáng nhàn nhạt kia thế là dừng phun trào Đáng chết. Khương vọng hai mắt nhắm chặt, đột nhiên hô lên. Màn sương đen bình tĩnh trở lại, như có linh tính, chui toàn bộ vào trong thân thể hắn. Khương vọng. Khương vọng. Khương vọng. Tỉnh. Tỉnh. Có âm thanh nào đó đang kêu gọi. Rất quen thuộc. Rất nóng lòng. Dường như âm thanh kia xuất phát từ nơi sâu nhất trong đây nước, chậm chậm ung dung chui ra thế là đại hải bắt đầu nhẹ nhàng lay động, sóng biển tự do xoay tròn. Dường như vạn vật thế gian đều có thanh âm, trong lòng lại thư thả thoải mái trở lại. Khương vọng dần dần lấy lại tinh thần từ trong trạng thái hỗn độn nhưng vẫn si ngốc ngơ ngác. Dường như có rất nhiều chuyện quan trọng chồng chất trong lòng, nhưng không nghĩ thông gì hết. Tâm ma của ta. Đỗng A chết rồi. Khương Yểm đang hôn mê hay bị tiêu diệt. Thành Tân An. Trang Cao Tiện. Tỉnh lại, Khương Vọng tỉnh lại. Làm sao thế? Ta làm sao thế này? Không đúng, có gì đó không đúng. Một đống suy nghĩ hỗn loạn quấy với nhau thành một đống, đối từ chuyện này vòng sang chuyện khác. Trong đầu hắn như muốn nổ đùng đùng. Đầu đau như muốn nứt làm đôi, như có vô số cây đao cắt chém vào đó, như bị người ta dùng đục mà đục vào. Thân thể cũng cứng ngắc, mỗi một khớp nối đều khô cứng. Cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa lập được liên hệ với kiếm của mình phải kiếm của ta hắn đang nghĩ vậy đó là một thanh kiếm khí chém sắc như chém bùn kiếm này tên là trường tương tư cả quá trình đản sinh đều chứa đựng cả yêu hận của hắn nhờ có võ thần long một dấu đi mũi nhọn lấy hạt giống thần thông để ôn dưỡng cho tới nay đằng trước phía sau đều không thấy người chỉ có kiếm trong tay cho tới nay vẫn là một mình một kiếm độc hành gặp núi mở núi, gặp sông chặn sông. Mới trước đây không lâu, trường tương tư đã chém được người mà hắn tương tư bấy lâu. Là kiếm của ta. Hắn nỉ non gọi, đừng như tìm được ánh sáng nào đó, đã kiếm được một đầu mối nào đó. Kiếm ý nhân đạo bắt đầu ngưng tụ. Tất cả mọi đau khổ phức tạp này còn chưa kịp chém ra, hắn chợt nghe Khương yểm nhắc. Không còn kịp rồi, mau phủ thêm nặc y đi, vận dụng thủ đoạn mà Doãn Quang để lại. Khương yểm hô lên. Khương vọng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì một cảm giác sợ hãi theo bản năng đã xông lên đầu, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổ trung trong đầu hắn. Hắn cùng Khương yểm dùng chung cổ thân thể này, cũng cùng hưởng nguy cơ sinh tử. Khương vọng bỗng nhiên ngồi dậy. Hắn lập tức khôi phục lại sự khống chế thân thể này chỉ trong chớp mắt, gần như vô thức nặc y ra phủ lên người, kích phát thủ đoạn mà Doãn Quang để lại. Mà ngay một khắc sau, một cái bóng bay thật nhanh gào thét qua không trung. Áo choàng tóc đen, khí thế kinh người, ánh mắt đảo qua ngọn núi nhỏ mà không lưu lại. Khương Vọng không nói gì. Thấy cái bóng đen kia, hắn đã hoàn toàn tỉnh táo lại, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống thái dương. Nếu để đổ như hối thấy hắn lúc này, như bây giờ, chắc chắn hắn không có hy vọng sống sót. Sao đổ như hối đã về rồi? Quốc chiến trang ung đã kết thúc sao? Quả nhiên, bọn họ lại thắng sao mình đã hôn mê bao lâu rồi nơi này cũng không an toàn mau chóng rời đi giọng nói của khương yểm thúc giục trong thông thiên cung khương yểm thức tỉnh lúc nào vậy sau khi bị tướng quốc ấn tấn công trạng thái bây giờ của hắn thế nào rồi mình có thể đối phó sao đi đâu khương vọng dân lấy lại ý thức hỏi trong nước thanh giang khương yểm thúc giục ngắn gọn vì sao mình lại hôn mê? trang cao tiện đổ như hối, động a, à, cừu hận, tâm ma của mình đi đâu rồi? trước nguy cơ sinh tử, trong đại não mới tỉnh táo lại có vô số suy nghĩ đang cuồn cuộn kịch liệt. khương vọng cố nén những cảm xúc phức tạp, những suy nghĩ vụn vặt kia, lão đảo đứng dậy bắt đầu chạy ra ngoài. thanh giang ở sau lưng ngươi, khương yểm nhắc nhở. vì sao khương yểm có thể cảm nhận được đổ như hối đang tới gần? vì sao gã lại tỉnh táo hơn mình? rốt cuộc gã là thứ gì? a, à, Khương vọng tỉnh tỉnh mê mê đáp lại rồi đổi hướng tiếp tục chạy. dần dần hắn cũng khống chế được thân thể, nhưng không lựa chọn phi hành. nếu quốc chiến đã kết thúc, hẳn là phần lớn lực lượng trang quốc đều đã rút về. lúc này bay trên trời quá nguy hiểm. chưa kể đổ như hối vừa mới đi qua. đổ như hối đang đuổi theo hung thủ sao? làm sao ông ta lại tìm được tới đây? bói toán hay truy tung trong đầu suy tư tự đặt câu hỏi tai hắn có thể nghe được tiếng sông lại chạy thêm một quãng nữa trước mắt hắn bao la rộng lớn dòng thanh gian dài tâm trăm dặm như một đai lưng bằng ngọc khẩm trong vùng nguyên giả mở rộng vòng tay ôm lấy hắn ào thương vọng nhảy vào trong dòng nước như một con cá lớn chìm nổi trong dòng nước lăn tăng với các tu sĩ siêu phàm việc nhịn thở hoàn toàn không là vấn đề Bây giờ hắn đang mặc nặc y, lại càng không kinh động đến cua cá đang bơi. Bơi đến đâu? Hắn hỏi thông thiên cung. Tống vị, Khương yểm đáp. Khương vọng nhìn nhìn một cút rồi bơi về hướng Tây Nam. Đoài vị. Cấn vị. Khương yểm không nói lấy nửa lời thừa thải, cách một lát lại nhắc một câu chỉ đường cho hắn, dường như mục đích vô cùng rõ ràng. Vì sao gã hiểu rõ thanh gian như thế? Có một số vấn đề khương vọng chỉ thầm nghĩ trong đầu, nhưng lại có một số vấn đề có thể hỏi. Ta đã hôn mê mấy ngày rồi. Vì sao ta lại hôn mê? Ngươi có biết không? Hắn vừa bơi trong nước vừa hỏi. Ta mới tỉnh trước ngươi không lâu, Hương Yểm đáp. Câu này đồng thời trả lời cả hai vấn đề. Nhất định gã đang che giấu cái gì đó. Nhưng ở thành Tân An, quả thực gã đã bị Tướng Quốc Ấn đánh trọng thương. Tướng Quốc Ấn kia đúng là có tối đi không còn tác dụng gì nữa, quả thực không làm giả được. Khương Vọng nghĩ vậy, ngoài miệng lại hỏi. Chúng ta phải đi đâu? Tìm một chỗ kín dưới đáy sông rồi trốn đi. Không, Khương Yểm trả lời, tới Thanh Giang Thủy Phủ. Chỉ có cấm chế của Thanh Giang Thủy Phủ mới có thể hoàn toàn giấu được cảm giác của Đỗ Như Hối. Vừa rồi, trên ngọn núi kia, Đỗ Như Hối không sử dụng linh thức nên mới bỏ lỡ chúng ta. Nhưng ông ta đã đuổi tới, cho thấy Nặc Y cũng không hoàn toàn giấu được ông ta. Chờ khi ông ta phát hiện không ổn, khi quay lại, thủ đoạn của Doãn Quang cũng sẽ không có tác dụng nữa. Nếu chúng ta bị ông ta phát hiện, chắc chắn sẽ không có loại kết cục nào khác. Gã nói cực kỳ rõ ràng logic, cũng vô cùng có sức thuyết phục. Nói đến đây, dường như cảm ứng được cái gì đó, gã lại bổ sung. Khương vọng, bây giờ ta đang nghĩ tất cả biện pháp, rà soát tất cả manh mối để giữ được mạng hai người chúng ta tốt nhất ngươi hãy tin ta. Không phải ta đang tin ngươi sao? Thương vọng hỏi lại. Hy vọng ngươi nhớ kỹ là vì sự lỗ mãn của ngươi mới khiến cho chúng ta lâm vào tình cảnh nguy hiểm này. Thương yểm buồn bã nói. Không phải ai cũng được trải nghiệm bị đổ như hối truy sát đâu. Động A cường đại như vậy. Chỉ cần trong thành Tân An còn một vị nội phủ thần thông thôi, rất có thể mình đã chết ở đó. Mặc dù thành công, nhưng vì sao ta lại đưa ra lựa chọn lỗ mãn như vậy có lẽ là tâm ma dẫn đạo nhưng tâm ma đi đâu rồi khương vọng đáp phải lần này là ta lỗ mãn rồi lúc này không cần phải cãi nhau với khương yểm nhưng khương yểm lại chủ động giải thích khi ta tỉnh lại đã phát hiện tâm ma của chúng ta đã sinh ra lý trí muốn chiếm lấy thân thể này khi nó đang khu trục minh chúc ta đã tỉnh lại cuối cùng phối hợp với triển tinh mãn trấn áp nó Kim Khương Vọng nhảy lên hỏi lại, "Trấn áp sao?" "Đúng, trấn áp nó trong triển tinh mãn rồi." Từ khi tỉnh lại đã gặp rất nhiều chuyện, nên lúc này Khương Vọng mới chú ý tới triển tinh mãn trong Thông Thiên cung đang phở phạt quấn thành một đống, chả mấy khi nó nằm im re không động đậy thế này. "Không thể tiêu diệt sao?" Khương Vọng hỏi. "Ta không làm được." Khương Yểm nói, "Dù sao Thông Thiên cung cũng do ngươi làm chủ, đến khi an toàn rồi ngươi xử lý nó đi." cũng được. Khương Vọng quan sát triển tinh mãn một lúc, cuối cùng cũng không đi thăm dò ngay. Đúng như Khương Yểm nói, hiện giờ đang chạy trối chết, không phải lúc dây dưa với tâm ma. Nhưng hắn vẫn phóng ra thần hồn hoa hải vây quanh triển tinh mãn. Triển tinh mãn quả thực chính là đạo mạch chân linh của hắn nhưng lúc này nó lại đang trấn áp tâm ma, không thể không cảnh giác. Khương Vọng nghĩ nghĩ một lát, bèn hỏi, hiện giờ Thủy quân Thanh Giang đang hợp tác chặt chẽ với Trang Đình. Bây giờ chúng ta tới Thanh Giang Thủy Phủ chẳng phải là tự chui đầu vào lưới sao. Không để Thủy quân Thanh Giang phát hiện ra là được. Có vẻ Khương Yểm đã tính toán kỹ. Hy vọng ta có thể làm được. Khương Vọng nói. Muốn giấu được cảm giác của Thủy quân Thanh Giang trong Thanh Giang Thủy Phủ quả thực là chuyện không thể làm được. Cho dù có nặc y, có thủ đoạn doãn quan để lại, nhưng vừa động một cái là sẽ lộ ra vết tích. Khương Yểm không nói gì nữa, chỉ không ngừng chỉ huy khương vọng thay đổi phương hướng. Vừa đi vừa ngừng, vừa tránh mấy vệ đội tuần tra của thủy phủ. Càng bơi càng chìm xuống sâu, mà càng vắng vẻ quạng cu ẻ. Cuối cùng, hắn đi tới một rãnh sâu dưới đáy nước thanh giang. Khương yểm không chỉ đường xuống nữa mà để khương vọng dừng trước một vách đá. Trong tảo dưới nước mọc dài kính hai bên vách đá, trên đó còn có gai ngược giữ tận sắc nhọn như răng nanh, ẩn ẩn còn có một loại khí tức kinh khủng sẵn sàng nuốt sống người ta bất cứ lúc nào. Chắc chắn, bọn chúng rất khó đối phó. Thả một chút thủy nguyên vào, thuận theo hướng gai ngược nhẹ nhàng đẩy chúng ra, sẽ không bị tấn công, Khương yểm chỉ huy. Khương vọng nghe theo, thả ra một chút thủy nguyên rải rác trên đám trong rêu này, sau đó nhẹ nhàng đẩy chúng sang một bên, quả nhiên, cực kỳ thuận lợi, bình an vô sự. Thế là thấy một rãnh sâu trên vách đá, trên đó giấu một cửa hang được rồi, đi vào trong, Khương Yểm nói. Hang động này có vẻ cực kỳ tĩnh mịch, Khương Vọng cẩn thận nhìn quanh một chút, cuối cùng vẫn đi vào trong. Hắn không có quá nhiều lựa chọn. Khương Yểm nói đúng, một khi bị đổ như hối tìm thấy, ngoài chiến tử ra thì hắn không có kết cục nào khác, thậm chí đến cơ hội chiến đấu có khi cũng không có. Chỉ là... Khương Vọng thâm nghĩ, có vẻ Khương Yểm hiểu rất rõ thanh gian thủy phủ, thậm chí cả cái động ngầm giấu sâu dưới đáy sông như thế cũng tìm được. Chẳng lẽ Bạch Cốt Đạo có chuyên đề tìm hiểu về Thanh Giang Thủy Phủ sao? Không phải không có khả năng này. Thái tổ Trang Quốc Trang Thừa Càng đã từng ký kết minh ước cùng Tống Hoành Giang, mà Trang Thừa Càng đã từng tiểu sát Bạch Cốt Đạo. Do vậy, chuyện tà thần Bạch Cốt đặc biệt chú ý tới minh hữu của Trang Thừa Càng cũng là chuyện dễ hiểu, thuận lý thành chương. Thuận lý thành chương, thuận lý thành chương. Khương Vọng ẩn ẩn cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhưng vẫn không bắt được tia linh quan đó. Hắn lắc đầu, đi vào trong cửa hang đen thẳm Như bước xuống vực sâu. Dưới đáy nước thanh giang, Khương Vọng bước vào một động quật tĩnh mịch. Nước chảy tới đây thì dừng. Trong động quật hoàn toàn không có nguồn sáng, từ bên trong nhìn ra, dường như dòng nước cũng nhuộm màu đen, khiến cho người ta cảm thấy nặng nề hơn bình thường. Đây là nơi nào? Khương Vọng hỏi thông thiên cung. Giọng nói của Khương Yểm Yếu ớt vang lên, Thanh Giang Thủy Phủ có lịch sử lâu đời, ta chỉ biết nơi này là một nơi bí ẩn của Thanh Giang Thủy Phủ, có thể ngăn cách khí tức, chúng ta có thể trốn qua được một kiếp này. Nhưng trong các mảnh vỡ trí thức của Bạch Cốt Tôn Thần cũng không có nhiều chi tiết, có thể là đã thất lạc, cần thêm chút manh mối mới đoán được. Ra vậy, Khương Vọng cũng không thể hiện ra nghi ngờ gì, mà tiếp tục tiến vào trong động cuộc tối tâm. Nhờ có tu vi siêu phàm, nên dù trong tình huống này hắn vẫn có thể nhìn rõ những tảng đá hình thù kỳ quái trong động quật còn có cả hình quái vật dương nanh múa vuốt hai bên vách động có rất nhiều vết tích dường như đã bị thứ gì xé rách càng đi vào trong động quật dưới đáy nước lại càng dốc xuống sâu hơn con đường dài dẫn hắn càng sâu càng xa vào lòng đất hắn vẫn luôn cảm thấy nơi này như cái miệng của một con quái vật khổng lồ mà mình thì đang ngoan ngoãn đi vào trong bụng con quái vật đó chủ động đi tìm cái chết ngoài cửa động quật thì chật hẹp càng vào trong càng rộng hơn khi vào sâu hẳn thì bỗng nhiên rộng rãi khoáng đạt đây là một cái quật tròn khổng lồ cực kỳ chỉnh chu còn có kết cấu đối xứng khá đẹp mắt nhưng cái quật rộng rãi này hoàn toàn không thể khiến người ta cảm thấy dễ chịu mà ngược lại chỉ có cảm giác bị kiềm chế vô hạn bởi vì vừa bước vào động quật này khương vọng đã nhìn thấy trước mặt có một cái quan tài đá đang treo trên vách đá động quật quan tài đá kia có màu đen quanh thân có đường vân đỏ như máu đầy quỷ dị, là màu sắc duy nhất trong động cuộc này. Những hoa văn đỏ như máu kia vừa phức tạp vừa quỷ dị, dường như có thể hút lấy ánh mắt người ta, rồi kéo luôn cả linh hồn người ta vào, cuốn lấy thật chặt. Cũng nhờ Khương Vọng lập tức trấn trụ tâm thần mới nhìn được bóng người nằm trong quan tài đá kia. Đến giờ hắn mới nhận ra quan tài đá không đóng, lúc trước cũng không để ý thấy. Hoa văn đỏ quá sức quỷ dị, hắn không dám nhìn thêm, chỉ cố gắng tập trung ánh mắt vào trong quan tài đá nhưng giác quan cũng không khá hơn bao nhiêu thứ kỷ quái này được tạo ra thế nào nhỉ có một đôi móng trâu to khỏe gắn vào một đôi chân gà gầy còm phần bụng nhô lên cao cao như có sinh mệnh tồn tại bên trong đó cái rốn không ngừng chảy máu đầu lâu thì giống sọ người nhưng lại lơ lửng giữa không trung hư hư ảo ảo thứ này đang nhắm mắt không nhúc nhích như bị một sức mạnh nào đó trói buộc trong quan tài đá Khương Vọng lướt qua thứ này, nhìn quanh một vòng, thì thấy trong động quật to lớn u ám này cứ cách một đoạn lại có treo một quan tài đá. Trong mỗi cổ quan tài đá đều là xác quái vật có hình thù không giống nhau, điểm giống nhau duy nhất là đều có một cái đầu lâu hình người hư ảo. Trong động quan này treo tổng cộng 108 cổ quan tài, có vẻ như được sắp xếp theo một trận thế thần bí nào đó. Những thứ này là gì thế? Khương Vọng tự hỏi trong lòng. Hắn cảm thấy thật lạ lẫm, kỳ quái, còn có cả một chút sợ hãi không rõ từ đâu đến. Hắn đã từng huyết chiến ác quỷ, được nhìn thấy hung hồn, chém giết hung thú, đám quái vật trước mắt đây dù dữ tợn nhưng đáng lẽ không đến mức khiến hắn sợ hãi mới phải. Âm ma, Khương yểm lên tiếng, những thứ này đều là âm ma, là ma vật thường thấy nhất, cấp thấp nhất. Không phải ma đều ở biên hoang sao? Kinh quốc và một quốc đều đã đưa đại quân trấn ác. Khương vọng khó nén được kinh hải hỏi lại, sao trong đáy nước thanh giang lại có thể có ma? ta nhớ ra rồi, không rõ vì sao. giọng nói của khương yểm trở nên hơi nặng nề. hẳn là trước kia nơi này là ma quật. ở thời thượng cổ, khi ma triều quét sạch nhân gian, đây là một trong những ma quật. chỉ có điều, các ma quật trong đáy nước thanh giang giống thế này hẳn là đã bị phong kính từ lâu, sẽ không có ma mới sinh ra mới phải. số ma này có lẽ có quan hệ với tống hoành giang. Ngươi nói là, là thủy quân Thanh Giang Tống Hoành Giang nuôi đám ma này sao? Thương vọng có vẻ rất ngưng trọng. Còn có cách giải thích nào khác sao? Nơi này là Thanh Giang, dù có là tướng quốc trang quốc như đổ như hối cũng không thể giấu giếm Tống Hoành Giang làm chuyện này. Đây là một tin tức kinh thiên, ma là địch của cả nhân tộc, là đại địch sinh tử không chút khoan nhượng. Ma Triều ở thời thượng cổ đã gần như diệt thế, mặc dù đã qua mấy thời đại tin tức về ma dần dần xuất hiện cũng chỉ có ở vùng biên hoang, nhưng nhân tộc chưa bao giờ quên đi nỗi sợ hãi mà chúng mang tới. Đến nay, mọi người đều dùng hình ảnh ma để hình dung những thứ kinh khủng. Mà Tống Hoành Giang của Thanh Hà Thủy Phủ lại nuôi ma dưới đáy nước Thanh Giang. Một khi tin này được truyền ra, Thanh Hà Thủy Phủ sẽ lập tức trở thành kẻ địch của cả thế gian. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.